tên theo đúng cấu trúc cú pháp là họ tên này, số chứng minh thư nhân dân hoặc là căn cước công dân và tên chi nhánh hoặc tên văn phòng của mình để được ghi nhận trong lớp ôn tập hôm nay. Và trước khi bắt đầu ôn tập thì Nhung cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị vì các anh chị đã rất là nỗ lực và kiên trì để vượt qua cái bài ở cái lớp online, tức là khóa học online ở trên hệ thống LMS của Han Online Việt Nam, và để chúng ta bước chân vào ôn tập ngày hôm nay, và chúng ta có một ngày hôm nay để chúng ta có thể hệ thống kiến thức cũng như là tập trung vào các cái nội dung có trong đề thi của Bộ Tài chính. Thì giống như chị Như vừa mới nói đó là chị Thu à, chị Thư chị Anh Thư vừa mới nói đó là học thì chúng ta học rất là nhiều đúng không ạ, nhưng mà khi vào thi thì câu hỏi rất là chi tiết và rất là cụ thể. Chính vì thế mà chúng ta có ngày ôn ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chúng ta hệ thống lại kiến thức cũng như là củng cố kiến thức, tập trung vào những cái phần mà sẽ có trong đề thi của Bộ Tài chính. Và các anh chị thân mến, theo thống kê ạ, thì khi mà chúng ta vừa học và vừa ghi chép thì cái hiệu quả học của chúng ta sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì thế các anh chị thân mến, hãy chuẩn bị giúp cho Nhung một cuốn sổ và một cây bút để chúng ta ghi lại những cái nội dung học cả ngày hôm nay. Và khi có câu hỏi thì các anh chị hoàn toàn có thể giơ tay hoặc là gõ vào bộ cửa sổ chat, được không ạ? Còn khi nào các anh chị cần thì các anh chị có thể mở mic, thì cũng chúng ta cũng sẽ tránh là mở mic nhiều để nó sẽ gây ồn cho cả lớp các anh chị ha. Rồi, vậy thì các anh chị cũng yên tâm là khi chúng ta ôn tập á, chúng ta chuẩn bị giấy bút để chúng ta ghi chép lại, thì sau đó chúng tôi cũng sẽ gửi tài liệu cho các anh chị để các anh chị đọc lại các anh chị nha. Các anh chị hoàn toàn yên tâm, nhưng mà khuyến khích các anh chị khi chúng ta vừa học thì chúng ta ghi chép lại. Và cái nội dung mà tiếp theo mà Nhung muốn chia sẻ cùng với các anh chị đó chính là cái nội dung liên quan tới các cái câu hỏi thi của Bộ Tài chính. Thì để có thể vượt qua được các câu hỏi thi của Bộ Tài chính thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý cái thông tin sau đây. Anh chị thân mến, để chúng ta có thể ôn tập một cách hiệu quả đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã nhận được tài liệu. Chúng ta đã nhận được tài liệu rồi đúng không nào? Tài liệu đó chính là tài liệu đề cương ôn tập và bộ câu hỏi 421 câu. Hai cái bộ tài liệu này là hai bộ tài liệu, hai cái file tài liệu này là hai file tài liệu cơ bản nhất để các anh chị có thể ôn thi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chuyển thể cái file tài liệu này, cái file bộ câu hỏi này thành link Quizy để các anh chị thành thạo công nghệ, các anh chị hoàn toàn có thể lên cái link Quizy đó để các anh chị ôn tập, nó sẽ hiệu quả hơn, hoặc là các anh chị có thể dùng bản mềm hoặc là in ra đều được, được không ạ? Đó, thì cái bộ tài liệu ôn tập này chúng tôi cũng đã gửi ở trong Zalo cho các anh chị cùng với tài liệu của cái khóa học ôn tập này rồi. Thế cho nên là các anh chị nào mà chưa có thì chúng ta vui lòng chúng ta hỏi lại, nếu bạn hỏi lại bên trung tâm đào tạo của mình hoặc là nhắn trong nhóm Zalo để các thầy cô có thể gọi gửi lại cho các anh chị. Vậy thì các anh chị thân mến, mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ phải làm 40 câu hỏi thi và làm trong vòng 60 phút đúng không các anh chị? Đó, và chúng ta sẽ phải đạt tối thiểu từ 30 câu trở lên. 30 câu trở lên. Vậy thì mục tiêu ngày hôm nay chúng ta ôn tập thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần mà sẽ có xuất hiện trong có thể sẽ xuất hiện trong đề thi của Bộ Tài chính. Và làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua 40 câu hỏi này trong vòng 60 phút với tối thiểu là 30 câu trở lên. Ở đây thì chúng tôi có một cái lưu ý nhỏ các anh chị hoàn toàn có thể tham khảo nhé. Đó là khi mà vào thi ở địa điểm tập trung của Bộ Tài chính á, các anh chị có thể ưu tiên câu dễ các anh chị làm trước để không mất thời gian với câu khó. Và nếu câu nào chúng ta chưa chọn được đáp án thì chúng ta để lại. Đúng không ạ? Để lại thì chúng ta xem lại sau cũng rất là dễ. Và khi mà kết thúc bài thi á, thì chúng ta phải xem lại xem là chúng ta có bỏ trống câu nào không. Chúng ta cố gắng là không bỏ trống lại câu nào các anh chị nhé. Rồi, và xem kỹ bài trước khi làm ấn kết thúc bài thi. Anh chị ha. Rồi, vậy thì chúng ta học trên LMS thì cái nội dung học của chúng ta tương đối là nhiều. Vậy thì ở ngày hôm nay ngày ôn thì chúng tôi chỉ tập trung cô đọng vào những cái phần nội dung có thể sẽ xuất hiện trong đề thi của Bộ Tài chính thôi. Và chúng tôi hệ thống được thành 12 nội dung chính. Các anh chị có thể ghi lại giúp Nhung nha, hoặc là có thể chụp lại màn hình. Thì các anh chị thấy là sẽ có 12 nội dung chính. Thì trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì Nhung sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi vào 3 phần nội dung chính trước tiên. Đó chính là rủi ro và nguồn gốc của rủi ro và bảo hiểm, hay là nguồn gốc của bảo hiểm, đúng không ạ? Nội dung thứ hai là các thuật ngữ bảo hiểm, và nội dung thứ ba là loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Đó. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần một các anh chị nhé. Và mỗi một phần nội dung này thì Nhung sẽ lồng ghép các câu hỏi trong bộ câu hỏi để các anh chị có thể thử làm xem là mình nắm được bài đến đến đâu.
ha. Và bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta có câu hỏi thắc mắc thì chúng ta hoàn toàn có thể gõ ở số chat hoặc là mở mic các chị nhé. Rồi ạ. À, có rất nhiều anh chị đã vào trong lớp rồi. Các anh chị nào vào sau á, các anh chị vui lòng đặt tên theo đúng cấu trúc cú pháp giúp Nhung nhé. Là họ tên này, số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. Có thêm tên chi nhánh hoặc là phòng giao dịch thì càng tốt ạ. À, xin chào chị Võ Kim Giang. À, chị Giang vui lòng đổi tên nha. Rồi, xin chào anh chị iPhone ạ. Rồi, xin chào chị Hà Lan. Rồi, rất nhiều anh chị đã vào trong lớp rồi. À, chúng ta chờ cho các anh chị vào trong lớp, các anh chị đổi tên nhé, rồi mình sẽ bắt đầu nội dung ôn tập đấy ạ. À, chị Trương Thị Hồng Linh, chị đổi tên hiển thị trên Zoom giúp Nhung nhé. À, tên hiển thị trên Zoom ấy ạ, thì chúng ta không gõ trên đôi cửa sổ chat nha. Rồi, chị Trương Thị Hồng Linh thân mến, chị vui lòng đổi tên hiển thị trên Zoom giúp Nhung nhé. Rồi, xin chào chị Nguyễn Thị Lan ạ. Rồi, còn khá nhiều anh chị mới vào chúng ta chưa đổi tên á, thì các anh chị vui lòng là chúng ta sẽ đổi tên theo đúng cấu trúc cú pháp để được ghi nhận ôn tập nha. Rồi, các anh chị thân mến, các anh chị vào sau nên là chưa nắm được cái phần nội dung lúc đầu á, nhưng mà Nhung nói lại một chút là cái nội dung các anh chị học trên LMS ấy, là cái nội dung bắt buộc do Bộ Tài chính yêu cầu chúng ta sẽ phải hoàn thành, đúng không ạ? Và bây giờ các anh chị đã hoàn thành rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ có một ngày hôm nay để chúng ta ôn tập, và ngày ôn tập hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những cái nội dung liên quan tới đề thi do Bộ Tài chính ra, được không ạ? Và chúng tôi đã hệ thống kiến thức cho các anh chị thành 12 phần như trên màn hình các anh chị nhìn thấy. Các anh chị có thể sử dụng giấy và bút để chúng ta ghi lại, bởi vì là trong cả ngày hôm nay chúng ta ôn tập thì rất là nhiều nội dung, đúng không ạ? Vậy thì có 12 nội dung này chúng ta ghi lại, và đến cái phần nào chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ hỏi những các anh chị nhé. Đầu tiên thì Nhung sẽ chia sẻ với các anh chị ba cái nội dung đầu tiên, đó chính là rủi ro và bảo hiểm, các thuật ngữ bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, được không ạ? Các anh chị ơi, chúng ta có nhìn rõ màn hình Nhung chia sẻ không ạ? Các anh chị nhìn rõ màn hình Nhung chia sẻ thì vui lòng cho Nhung xin số 2 vào ô cửa sổ chat để Nhung thấy tín hiệu của các anh chị đi ạ. Các anh chị có nhìn rõ màn hình Nhung chia sẻ không ạ? Nếu có thì cho Nhung xin số 2 vào ô cửa sổ chat đi ạ. Rồi. Nhưng mà thấy các anh chị nghe rất là rõ và nhìn thì cũng rất rõ rồi, đúng không ạ? Vậy thì nội dung đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về rủi ro và bảo hiểm. Chúng ta biết rằng là trong hệ thống LMS thì cũng đã giải thích cho các anh chị rồi, đúng không? Có cái nội dung liên quan tới rủi ro rồi, và chúng ta biết là rủi ro là nguồn gốc của bảo hiểm. Vậy thì bây giờ rủi ro là gì? Khái niệm và phạm vi của rủi ro là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống những kiến thức này, và những cái nội dung mà chúng tôi hiển thị, chúng tôi hệ thống cho các anh chị, nó sẽ có thể xuất hiện trong đề thi của Bộ Tài chính nha. Cho nên là các anh chị hoàn toàn có thể là chúng ta ghi chép lại hoặc là chúng ta ghi nhớ lại nhé. À, cái phần kiến thức này thì cái phần hệ thống này thì chúng tôi cũng sẽ có tài liệu gửi cho các anh chị. Tuy nhiên, chúng ta khuyến khích là chúng ta nên ghi chép lại các anh chị ha. Rồi. Vậy thì rủi ro ở đây là những cái rủi, chúng ta biết là rủi ro là những cái gì mà chúng ta không mong muốn, đúng không ạ? Chúng ta không lường trước được về mặt thời gian, không gian hay là hậu quả của nó. Vậy thì rủi ro được bảo hiểm là gì? Có những cái rủi ro sẽ không được bảo hiểm, đúng không các anh chị? Vậy thì rủi ro được bảo hiểm là gì? Rủi ro được bảo hiểm là những cái rủi ro về thiên tai hay là sự cố bất ngờ mà được doanh nghiệp chấp nhận bảo hiểm. Vậy thì bên cạnh những rủi ro được bảo hiểm sẽ có những cái rủi ro loại trừ. Thì chúng ta nhìn thấy cái thuật ngữ là loại trừ ở đây thì chúng ta sẽ thấy là những cái rủi ro loại trừ là những cái rủi ro mà không thể được bảo hiểm, và doanh nghiệp bảo hiểm cũng không chấp nhận bảo hiểm, được không ạ?
đó. Sẽ có một cái loại rủi ro nữa, đó là rủi ro thuần túy. Chúng ta biết là khi mà khách hàng của chúng ta họ quan tâm tới rủi ro và họ tham gia bảo hiểm thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là có thể họ lo về cái rủi ro trước sắp tới sẽ xảy ra, còn hai là họ có thể là họ đã có gặp cái rủi ro rồi nhưng mà bây giờ họ mới nghĩ tới bảo hiểm và họ muốn tham gia. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái thuật ngữ nữa, đó chính là rủi ro thuần túy. Rủi ro thuần túy ở đây là cái rủi ro mà liên quan tới khả năng tổn thất nhưng không liên quan đến đầu cơ, tức là ở đây nó chỉ thuần về tổn thất thôi, được không ạ? Chỉ liên quan tới khả năng tổn thất thôi, đó chính là rủi ro thuần túy, được không ạ? Rồi vậy thì có những cái tiêu chí nào để đánh giá rủi ro đây? Chúng ta sẽ thấy là chị Linh nói là có ghi hình lại chị nhé. Chị không thể bật loa lớn được, không sao chị ơi, chị có thể nghe giảng viên ôn tập, và nếu mà mình có câu hỏi thì mình cứ gõ vào ô cửa sổ chat nha. Mình có thể đeo tai nghe không ạ? Nếu mà mình không thể bật loa để nghe thì mình có thể đeo tai nghe nha. Rồi. Vậy thì tiêu chí nào để đánh giá rủi ro đây ạ? Đó chính là nguy cơ xảy ra rủi ro và mức độ xảy ra rủi ro. Trong đề thi của các anh chị sẽ có câu hỏi như thế này nhá. Các anh chị sẽ xem cái nội dung này và một lát mình thử làm câu hỏi thi các chị nhé. Trong câu hỏi thi của các anh chị sẽ có câu hỏi có nội dung là tiêu chí nào để đánh giá rủi ro, thì chúng ta sẽ thấy là có hai tiêu chí là nguy cơ và mức độ xảy ra rủi ro, còn tần suất xuất hiện rủi ro thì không thuộc cái tiêu chí để đánh giá rủi ro các anh chị. Và chúng ta biết là khi mà rủi ro xảy ra thì không ai có thể lường trước được cái mức độ nghiêm trọng của cái rủi ro đó là gì, đúng không ạ? Chính vì thế mà con người chúng ta mới tìm tới bảo hiểm để chuyển giao cái rủi ro của mình cho một cái doanh nghiệp thứ ba, tức là cho một cái doanh nghiệp bảo hiểm, để nếu như mà xảy ra rủi ro thì chúng ta không phải tự bỏ tiền túi của mình ra. Vậy thì thông thường sẽ có bốn cái phương pháp quản lý rủi ro chủ yếu, mà cũng chính là tâm lý của những tâm lý của con người, đó chính là biết là sẽ có rủi ro rồi, thế nhưng mà họ sẽ chọn những cái phương pháp quản lý khác nhau. Có người thì né tránh rủi ro, có người thì chấp nhận rủi ro, có người thì kiểm soát rủi ro, đúng không ạ? Và có một cái phương pháp đó chính là chuyển giao rủi ro, đấy chính là thông qua bảo hiểm, được không ạ? Đấy là chính là thông qua bảo hiểm. Vậy thì đây là cái nội dung liên quan tới rủi ro và bảo hiểm. Mình sẽ làm thử các câu hỏi liên quan tới cái phần này xem là các anh chị đã nắm được hay chưa chị nhé. Trước khi mà làm cái câu hỏi liên quan tới phần này thì Nhung sẽ để cho các anh chị 30 giây chúng ta nhìn cái phần nội dung này xem là chúng ta có câu hỏi gì hay không, hoặc là chúng ta sẽ nhớ cái phần nội dung này trước, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ vào làm thử câu hỏi thi. Và các anh chị có biết không ạ? Câu hỏi thi này chúng tôi sẽ nhập ở trong cái bộ đề câu hỏi ôn tập 421 câu. Và cái bộ đề câu hỏi ôn tập này cũng đã gửi cho các anh chị rồi. Cho nên là các anh chị hoàn toàn là khi chúng ta về nhà chúng ta ôn tập ạ, thì chúng ta sẽ ôn tập từng phần kiến thức và chúng ta sẽ làm các câu hỏi liên quan tới phần kiến thức đó. Nhưng giả sử như phần đầu tiên là phần rủi ro về bảo hiểm sẽ có khoảng 17 câu. Có 17 câu hỏi nó sẽ có thể xuất hiện trong đề thi của Bộ Tài chính, được không ạ? Thì về chúng ta sẽ làm hết 17 câu này các chị nhé, làm đi làm lại. Nếu như mà chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ xem là chúng ta sai tại đâu và vì sao chúng ta bị sai, được không ạ? Thì ở trong phần đầu tiên là phần rủi ro về bảo hiểm, Nhung sẽ nhặt ra hai câu hỏi trong 17 câu hỏi để trắc nghiệm cho các anh chị xem là chúng ta có nắm được phần này hay không. Câu hỏi đầu tiên ạ, Nhung xin mời tất cả các anh chị chúng ta gõ vào ô cửa sổ chat nhé. Đây là câu số 7 trong bộ đề ôn tập ạ. Các anh chị hoàn toàn có thể mở bộ đề ôn tập ra. Nếu chúng ta đã làm rồi á, thì chúng ta sẽ thấy cái câu này. Rủi ro có thể được coi là rủi ro có thể được bảo hiểm khi đáp ứng các điều kiện nào sau đây? A, B, C, D hay là E ạ? Xin mời tất cả các anh chị. Chị Hường rất là nhanh ạ. Rồi, xin cảm ơn chị Hường, xin cảm ơn anh Lâm. Rồi. Anh chị khác ơi, chúng ta biết câu trả lời thì chúng ta cứ gõ vào cửa sổ chat đi ạ. Xin cảm ơn chị Trà My, rất là tốt ạ. Rồi, lớp của chúng ta tương tác rất là nhanh. Câu này cũng không phải là câu khó đúng không ạ?
Đúng rồi, nó phải là rủi ro có tổn thất ngẫu nhiên và bất ngờ, đúng không nào? Tránh cái trục lợi, đúng không ạ? Phải được phải đo được và định lượng về tài chính, ta phải có số đông mà cũng không trái với chuẩn mực xã hội. Ok. Rồi, rất chính xác ạ. À. Chúc mừng tất cả các anh chị có đáp án là E. Câu này dễ đúng không? Khởi động nhẹ nhàng như vậy ha. Câu tiếp theo ạ. À. Câu tiếp theo là câu số 11 ở trong bộ đề cương ôn tập. Bộ đề cương câu hỏi ạ. À. Rủi ro thuần túy là rủi ro có hậu quả như thế nào ạ? À, cái thuật ngữ này chúng ta vừa mới học xong, đúng không các anh chị? Rủi ro thuần túy là gì? Nó chỉ liên quan tới cái gì ạ? Xin mời tất cả các anh chị gõ vào ô cửa sổ chat A, B, C hay là D ạ? Như vậy là chúng ta sẽ vừa ôn tập hệ thống kiến thức và chúng ta sẽ vừa làm câu hỏi song song nha. À, cho nên là các anh chị thấy là cái phần nội dung chúng ta sẽ đi lần lượt trình tự, cho nên là Nhung muốn các anh chị sẽ cố gắng theo dõi từ đầu là vì như vậy, đúng không ạ? À, cảm ơn chị Duyên ạ. Rồi. Có anh Thoái à, anh ở phòng giao dịch Tân An ấy ạ. Anh vui lòng đổi tên theo cấu trúc cú pháp giúp Nhung nhé, và để mình được ghi nhận điểm danh nha. Rồi, xin cảm ơn chị Anh Thư. Rồi, các anh chị khác thì sao ạ? Rủi ro thuần túy là rủi ro có hậu quả như thế nào? Nó có liên quan đến đầu cơ không ạ? Mình vừa mới nói xong đúng không? Không liên quan đến đầu cơ, mà nó liên quan tới... À đúng rồi, nó liên quan tới khả năng tổn thất. Rất chính xác ạ. À đúng rồi. Anh cảm ơn anh chị Hàn Lâm, anh chị Hàn Lâm có giải thích luôn là cái rủi ro này không có chủ đích, đúng rồi, tức là nó không có yếu tố đầu cơ ở đây và có hậu quả thiệt hại, đúng không ạ? Rồi, nó liên quan tới khả năng tổn thất, rất là tốt ạ. Vâng. Vậy thì các anh chị thân mến, trong bộ đề cương, bộ câu hỏi 421 câu ạ, thì cái phần đầu tiên, phần rủi ro về bảo hiểm này, nó sẽ chiếm là 17 câu hỏi. Tức là nó sẽ có 17 câu hỏi. Thì mình về mình sẽ ôn tập nhé. Ở đây thì Nhung sẽ lấy hai câu hỏi ra trước của cái phần này. Phần tiếp theo mình sẽ liên quan tới cái phần rủi ro về bảo hiểm thì có một nội dung nữa mà Nhung sẽ chia sẻ với các anh chị. Đó chính là bảo hiểm là gì? Vừa mình nói về rủi ro rồi đúng không ạ? Bây giờ mình nói về bảo hiểm. Vậy thì bảo hiểm là gì? Đặc điểm hoạt động của bảo hiểm là gì ạ? Đặc điểm hoạt động của bảo hiểm chính là sự đóng góp của số đông để bù vào sự bất hạnh của số ít. Đó. Là sự đóng góp của số đông để bù vào sự bất hạnh của số ít. Vậy thì chúng ta tham gia bảo hiểm để làm gì ạ? Mục đích để làm gì? Hay là bảo hiểm nó có lợi ích gì cho xã hội và cho kinh tế nói chung? À, vậy thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là mục tiêu của cá nhân khi tham gia bảo hiểm là gì. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, chúng ta muốn là hỗ trợ người thân hay là người phụ thuộc khi mà bản thân chúng ta xảy ra rủi ro, đúng không ạ? Bản thân khách hàng xảy ra rủi ro. Và chúng ta cũng mong muốn là tiết kiệm để đáp ứng các cái kế hoạch tài chính cho cá nhân hoặc là đầu tư cái nguồn vốn nhàn rỗi của mình. Đồng thời chúng ta cũng mong muốn là gì ạ? Chi trả cho các khoản nợ hay là các cái chi phí tài chính không may khi rủi ro xảy ra. Được không ạ? Bởi vì nếu như bản thân chúng ta là người trụ cột chính của gia đình mà gặp phải rủi ro thì người thân, người phụ thuộc của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu như chúng ta may mắn, chúng ta không gặp phải rủi ro gì thì chúng ta cũng thực hiện được cái mục tiêu là tiết kiệm, là tích lũy hoặc là đầu tư, đúng không nào? Rồi. Vậy thì bảo hiểm sẽ có vai trò kinh tế và vai trò xã hội như thế nào đây ạ? À, nếu mà nó không có vai trò về kinh tế và vai trò về xã hội thì Nhung tin chắc là nó sẽ không tồn tại gần 30 năm nay, đúng không ạ? Hơn 20 năm nay là bảo hiểm tồn tại ở thị trường Việt Nam. Vậy thì chắc chắn nó phải có vai trò. Vậy thì vai trò kinh tế của bảo hiểm là gì? Là bảo hiểm sẽ góp phần ổn định tài chính của tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm. Có đúng không ạ? Ổn định tài chính là gì? Nếu như gặp phải rủi ro thì người thân và gia đình của họ sẽ không gặp phải những cái dụng cái xáo trộn về tài chính. Họ ổn định tài chính, họ vẫn thực hiện những cái mục tiêu trong cuộc sống của họ, đúng không ạ? Còn vai trò to hơn của kinh tế của bảo hiểm đối với kinh tế đó chính là nó đóng vai trò trung gian trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. Phí của khách hàng đóng vào đúng không ạ? Đó, thì cái khoản tiền đó sẽ được huy động để đóng góp cho có cái vai trò trung gian trong việc huy động vốn cho nền kinh tế cũng như là đóng góp để ổn định ngân sách quốc gia.
Đối với vai trò xã hội thì bảo hiểm sẽ có cái vai trò là đảm bảo an toàn cho nền kinh tế xã hội, cũng như là tạo thêm công ăn việc làm cho người dân và tạo ra cái thói quen và cái nếp sống tiết kiệm, mang đến cái trạng thái an toàn về mặt tinh thần cho xã hội. Đó không ạ? Đó. Khi mà có bảo hiểm thì ý thức của người dân cũng sẽ nâng cao hơn. Mỗi một người dân có ý thức về bảo hiểm thì lúc này mỗi một gia đình họ sẽ được ổn định về mặt tài chính, rồi người dân họ cũng sẽ có ý thức là tiết kiệm đều đặn và có kỷ luật, để hàng năm sẽ có một khoản tiền được tích lũy tiết kiệm để đóng vào bảo hiểm, đúng không ạ? Để phòng khi mà có rủi ro xảy ra, đúng không ạ? Thì đây chính là những nội dung liên quan tới bảo hiểm, như là đặc điểm hoạt động của bảo hiểm và cái vai trò của bảo hiểm trong đời sống của con người. À, có thêm một cái khái niệm nữa mà trong quá trình học của LMS của các anh chị không có, tuy nhiên là nó sẽ xuất hiện trong đề thi của các anh chị. Và các anh chị cũng yên tâm là chúng tôi đã đưa cái câu hỏi về có cái nội dung liên quan này vào trong bộ câu hỏi ôn tập rồi. Đó chính là liên quan tới bảo hiểm vi mô. Bảo hiểm vi mô ở đây chúng ta nghe thấy từ vi mô là chúng ta biết rồi đúng không ạ? Vi tức là nhỏ đúng không ạ? Thì bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới cá nhân và các cái hộ gia đình có thu nhập thấp để bảo vệ trước những cái rủi ro về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái từ khóa đã được in đậm và bôi vàng ở đây rồi, là hướng tới các cá nhân này hay là hộ gia đình họ có thu nhập thấp. Đây chính là bảo hiểm, ý nghĩa của bảo hiểm vi mô, được không ạ? Mục đích của bảo hiểm vi mô mong muốn là mang bảo hiểm bảo vệ cho những cái cá nhân hoặc cái hộ gia đình có thu nhập thấp, để bảo vệ cho những cá nhân và hộ gia đình đó trước những cái rủi ro về tính mạng, về sức khỏe và về tài sản. Rồi, các anh chị ơi, chúng ta lại cùng nhau dành 30 giây nhé. Chúng ta nhìn cái phần nội dung liên quan tới bảo hiểm này để xem là chúng ta có nhớ được bao nhiêu ý ở đây và chúng ta có thắc mắc gì hay không. Sau đó thì Nhung sẽ lấy câu hỏi thi ra để chúng ta sẽ thử làm, các anh chị ha. Em sẽ dành cho các anh chị 30 giây nhé. Các anh chị quan sát giúp Nhung nha. Cái phần này chưa khó đâu đúng không ạ? Phần này tương đối là dễ và các câu hỏi thi cũng không không quá là đánh đố các anh chị. Các anh chị cũng thấy phát hiện là trên màn hình ấy, chúng tôi đã bôi đậm và tô màu cho những cái phần nội dung mà nó quan trọng và nó sẽ có thể xuất hiện trong thi của các anh chị và sẽ có trong câu hỏi thi. Ở đây thì Nhung cũng sẽ lấy ra 3 câu hỏi thi ở trong số 17 câu hỏi của phần 1 là phần rủi ro về bảo hiểm nhé. Câu hỏi số 9 ạ, ở trong cái bộ đề ôn tập, bộ câu hỏi ôn tập của chúng ta. Câu hỏi có nội dung như sau ạ. Mục tiêu của cá nhân khi tham gia bảo hiểm nhân thọ là gì? A, B, C hay là D ạ? Nhưng mời các anh chị chúng ta gõ bộ của số chat. Cái phần nào dễ thì chúng ta sẽ đi nhanh các anh chị nhé. Còn nào khó thì mình sẽ cùng nhau dành thời gian nhiều hơn. Rồi. À, xin chào chị Nam Phương. Chị Nam Phương thêm số chứng minh thư nhân dân vào trong ô cửa sổ chat giúp Nhung nhé. Chị Ánh Tuyết cũng vậy ạ. Rồi. Phòng nghiệp vụ ạ. Anh chị nghiệp vụ cũng cho thêm số chứng minh thư nhân dân vào giúp Nhung nha. Rồi. Anh chị trả lời rất nhanh nhé và rất chính xác luôn. Rồi. À, luyện khả năng đọc câu hỏi nhanh luôn đúng không ạ? Chính xác ạ. Chúc mừng các anh chị có đáp án là D nha. Các anh chị nào có đáp án khác thì chúng ta có thể đặt câu hỏi nhé. Tại sao nha? Câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là câu hỏi số 6 ở trong bộ đề cương, bộ ôn tập. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về vai trò kinh tế của bảo hiểm? Chúng ta thấy là mỗi câu hỏi thì sẽ có các cái dạng khác nhau đúng không ạ? Ở đây người ta hỏi là câu nào là không đúng nhá, chứ không phải là phát biểu nào là đúng, đúng không ạ? Không đúng, tức là phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về vai trò kinh tế của bảo hiểm ạ? Chúng ta vừa nhớ phần nội dung mà có nói là gì ạ? Là góp phần ổn định tài chính của tổ chức hay là cá nhân mà họ tham gia bảo hiểm, đúng không ạ? Rồi đóng vai trò trong việc huy động vốn cho nền kinh tế quốc dân, hoặc là góp phần ổn định ngân sách quốc gia thông qua việc là các doanh nghiệp bảo hiểm họ đóng thuế, đúng không ạ? Họ nộp thuế. À, rồi. Vậy thì đáp án của chúng ta, đáp án nào là đáp án không đúng ạ? Câu này dễ đúng không ạ? Đó. 17 câu trong cái phần rủi ro và bảo hiểm này rất tương đối là dễ đấy các anh chị. Nên là mình cố gắng, nếu mà trong đề thi mà có xuất hiện á,
Tất nhiên là bộ tài chính họ sẽ không thể đưa hết 17 câu ở trong một phần vào trong đề thi được, đúng không ạ? Mà mỗi một phần, tức là có 12 phần nội dung chúng tôi hệ thống, thì sẽ mỗi một phần họ sẽ nhặt ra là bao nhiêu câu họ cho vào trong đề thi, đúng không nào? Rồi, đáp án của chúng ta là đáp án D, rất chính xác ạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo nha các anh chị. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 16 ở trong bộ câu hỏi ôn tập. Chúng ta hãy chọn đáp án đúng ạ. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm. Đấy, chúng ta thấy là các cái dạng câu hỏi nó sẽ có rất là nhiều, đúng không nào? Chọn đáp án đúng, chọn đáp án sai, rồi điền từ thích hợp vào chỗ chấm. Bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới ba chấm có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe hoặc là tài sản. Rồi, xin cảm ơn anh Tuấn ạ. Rồi, chị Ánh Tuyết. Rồi, chị Ánh Tuyết đã thêm chứng minh thư vào trong cú pháp rất là tốt ạ. Ừ, cú pháp. Rồi, ok ạ. Chị Trần Thị Anh Thư ở phòng giao dịch Cần Giuộc á, chị thêm số chứng minh thư vào trong tên hiển thị trên Zoom giúp Nhung nha. Rồi, để mình được ghi nhận có học buổi ngày hôm nay ạ. Đấy là điều kiện bắt buộc nha các anh chị nhé, quy định đấy ạ. Chúng ta phải thêm số chứng minh thư vào thì chúng ta mới được ghi nhận là chúng ta có tham gia Zoom nha. Anh chị ơi, bảo hiểm vi mô là gì ạ? Là hướng tới ai ạ? Hướng tới ai có thu nhập thấp ạ? Hướng tới tổ chức xã hội, đoàn thể xã hội hay là cá nhân hộ gia đình ạ? À đúng rồi, rất chính xác ạ. Bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới các cá nhân hộ gia đình có thu nhập thấp để bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Có những người người ta rất muốn tham gia bảo hiểm đúng không ạ, họ không có đủ kinh tế thì cái bảo hiểm vi mô này sẽ giúp cho họ là họ có thu nhập thấp thì cái phí bảo hiểm nó thấp đúng không ạ, bảo vệ trước những cái rủi ro cơ bản nhất về tính mạng, sức khỏe và tài sản. À anh Út, anh Nguyễn Văn Út thân mến, anh đổi tên hiển thị trên Zoom nhá anh nhá, anh gõ vào ô cửa sổ chat như thế này thì Nhung cũng không giúp được á anh chủ động đổi tên hiển thị trên Zoom giúp Nhung ha. Rồi các anh chị, vậy là chúng ta đã học xong, ôn tập xong một phần đầu tiên ạ, trong 12 phần. Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đó là phần liên quan tới các thuật ngữ. Các anh chị thân mến, hãy gõ vào trong ô cửa sổ chat giúp cho Nhung là khi chúng ta học trên hệ thống LMS, chúng ta nhớ được những thuật ngữ nào liên quan tới bảo hiểm ạ? Chúng ta nhớ được những thuật ngữ nào, gõ vào ô cửa sổ chat giúp Nhung ạ. Vâng, anh Phúc Khang ạ, xin mời anh đổi tên hiển thị trên Zoom giúp Nhung theo đúng cấu trúc cú pháp nha. Rồi các anh chị ơi, chúng ta học được những thuật ngữ nào liên quan tới bảo hiểm ạ? Còn nhớ không ạ? Không nhớ thì Nhung sẽ nói luôn nhé. Chúng ta sẽ học các thuật ngữ sau đây ạ. Đầu tiên là bốn thuật ngữ liên quan tới doanh nghiệp bảo hiểm, liên quan tới khách hàng. Thì về phía khách hàng, cảm ơn chị Kim Trang ạ. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng phí bảo hiểm. À, 9 thuật ngữ, ok ạ. Rồi, hôm nay thì Nhung sẽ bổ sung thêm một vài thuật ngữ nữa, nó sẽ có thể xuất hiện trong đề thi của Bộ Tài chính nha. Các anh chị lưu ý ha. Các anh chị ở đây thì chúng ta có thể ghi lại một chút đúng không ạ? À, ghi lại để cho nhớ ha. Thì chúng ta thấy rằng là về phía công ty á, thì sẽ có thuật ngữ liên quan tới doanh nghiệp bảo hiểm. Về phía khách hàng chúng ta sẽ có thuật ngữ liên quan tới bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn chị Kim Trang đã nhắc được ba cái thuật ngữ rất cơ bản. À, bốn cái thuật ngữ rất cơ bản ạ, thì chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cái thuật ngữ này trước tiên ha. Rồi về phía doanh nghiệp bảo hiểm thì chúng ta biết là khi mà tham gia bảo hiểm thì khách hàng sẽ đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ bảo vệ cho khách hàng những cái rủi ro mà được quy định trong hợp đồng, đúng không ạ? Vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm họ là ai, hay là công ty bảo hiểm, chúng ta hay gọi là công ty bảo hiểm đúng không ạ, nhưng mà theo thuật ngữ thì họ là doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm là ai? Mình có đáng tin cậy để mà mình nộp phí cho họ hay không? Thì doanh nghiệp bảo hiểm họ là những cái doanh nghiệp mà họ được phép kinh doanh bảo hiểm hoặc là tái bảo hiểm hoặc là nhượng tái bảo hiểm. Và đương nhiên là họ phải được thành lập hợp pháp. Vậy thì họ được thành lập như thế nào? Thì cái nội dung chiều ngày hôm nay Nhung sẽ đề cập sâu hơn. Bởi vì ở cái phần thuật ngữ này mình sẽ chỉ đi sâu và xem là doanh nghiệp bảo hiểm là gì thôi, đúng không ạ? Còn họ được thành lập như thế nào? Họ hoạt động ra sao thì buổi chiều ngày hôm nay Nhung sẽ bổ sung cho các anh chị phần thuật ngữ đó, phần nội dung đó, được không ạ? Ở đây thì chúng ta thấy là doanh nghiệp bảo hiểm thì họ có thể kinh doanh bảo hiểm này,
kinh doanh tái bảo hiểm này, kinh doanh nhượng tái bảo hiểm tùy theo cái hạng mục mà họ đăng ký với Bộ Tài chính, đúng không ạ? Tùy theo cái hình thức thành lập của họ. Vậy thì có cái khái niệm về tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm. Các anh chị lưu ý thì chiều ngày hôm nay Nhung cũng sẽ nói kỹ hơn về cái hai cái khái niệm này, bởi vì nó thi thoảng sẽ xuất hiện trong đề thi của các anh chị, đúng không ạ? À đúng rồi, cảm ơn anh Khang. Chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đi kỹ hơn nhé. Ở đây thì mình chỉ nói về thuật ngữ bảo hiểm trước ha. Rồi, vì cái phần nội dung này nó sẽ có trong câu hỏi thi của các anh chị nên là chiều ngày hôm nay mình sẽ bổ sung thêm ha. Rồi, vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm thì sẽ họ sẽ được kinh doanh nghiệp vụ là bảo hiểm nhân thọ này, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Và doanh nghiệp bảo hiểm họ sẽ nhận phí bảo hiểm để bồi thường hay là trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận cho khách hàng. Đúng không ạ? Chúng ta hình dung là có hai đối tượng bắt tay với nhau, đúng không ạ? Thì một bên là doanh nghiệp hay là công ty bảo hiểm, một bên là khách hàng. Vậy thì bên doanh nghiệp bảo hiểm là họ kinh doanh bảo hiểm, họ kinh doanh nhân thọ, phi nhân thọ hoặc là sức khỏe. Họ nhận phí bảo hiểm của khách hàng để bồi thường hoặc là trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đó không nào? Vậy thì bên khách hàng thì chúng ta sẽ thấy là có bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Vậy thì bên mua là ai? Người thụ hưởng là ai? Người được bảo hiểm là ai? Liệu ba cái người này có thể cùng là một người hay không ạ? Cho Nhung hỏi về phía khách hàng ạ. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng có thể cùng là một người được không các anh chị? Có thể cùng là một người được không ạ? À được, trong trường hợp nào ạ? Trong trường hợp nào? Trong trường hợp ví dụ tôi mua bảo hiểm cho bản thân, đúng không ạ? Thì tôi chính là bên mua và tôi đồng thời là người được bảo hiểm luôn. Tức là nếu có rủi ro gì xảy ra trên tôi, trên cơ thể, trên người tôi, đúng không ạ? Trên cá nhân tôi thì công ty sẽ phải chi trả, đúng không ạ? Và tôi cũng sẽ chỉ định cho tôi là người thụ hưởng luôn, đúng không nào? Vậy thì bây giờ bên mua bảo hiểm là ai? Họ có vai trò như thế nào? Bên mua bảo hiểm họ có thể là tổ chức hoặc là cá nhân. Họ giao kết hợp đồng với doanh nghiệp và họ có nhiệm vụ là đóng phí bảo hiểm. Họ lựa chọn, họ có quyền lựa chọn doanh nghiệp để giao kết hợp đồng. Và bên mua bảo hiểm thì có thể thay đổi được, đúng không ạ? Miễn là có quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm, đúng không ạ? Rồi, về cái quyền lợi có thể được bảo hiểm này thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau khi chúng ta học về nguyên tắc bảo hiểm do thầy Đại chia sẻ cho các anh chị nhé. Rồi, thì chúng ta nhớ là bên mua bảo hiểm là tổ chức hay cá nhân mà họ là người thực hiện giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, họ đóng phí cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Họ lựa chọn doanh nghiệp để họ mua hợp đồng, mua bảo hiểm ha. Vậy thì người được bảo hiểm ở đây là ai? Trong trường hợp nếu như mà người được bảo hiểm với bên mua bảo hiểm là một á, ví dụ tôi mua bảo hiểm cho tôi thì nó dễ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp mà tôi mua cho một người khác, đúng không? Thì nó sẽ dựa theo các nguyên tắc bảo hiểm chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Thì ở cái phần thuật ngữ người được bảo hiểm này cũng là tổ chức hoặc cá nhân mà họ có tài sản, có trách nhiệm dân sự hoặc là có sức khỏe, tính mạng hoặc là nghĩa vụ hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng. À, chúng ta sẽ lưu ý giúp Nhung có thêm một cái nội dung mới vào trong cái thuật ngữ định nghĩa về người được bảo hiểm các anh chị nhé. Ở đây không chỉ là người được bảo hiểm, không chỉ là người mà có tài sản, có trách nhiệm dân sự, có sức khỏe hay là tính mạng, mà họ có nghĩa vụ hoặc là lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng. Nhưng giả sử như là công ty mua cho nhân viên chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi, và người được bảo hiểm thì đương nhiên rồi, họ không thể thay đổi khi mà hợp đồng có hiệu lực, bởi vì rủi ro là xảy ra trên người được bảo hiểm này mà, đúng không ạ? Cho nên là họ thay đổi thì đương nhiên là phí bảo hiểm cũng được tính cho cái người được bảo hiểm này, đúng không ạ? Nếu người được bảo hiểm thay đổi thì đương nhiên là phí bảo hiểm cũng sẽ thay đổi, đúng không anh chị? Cho nên là người được bảo hiểm sẽ không được thay đổi trong hợp đồng. Thì người thụ hưởng là ai? Còn lại người thụ hưởng là ai? Cũng là tổ chức hoặc cá nhân, đúng không ạ? Và do bên mua bảo hiểm chỉ định, bên mua hoặc là người được bảo hiểm chỉ định để nhận tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng. Và người thụ hưởng này cũng có thể thay đổi nha, cũng có thể thay đổi. Ờ, đúng như các anh chị nói ạ, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hay là người thụ hưởng có thể đồng thời là một người. À, bây giờ để chúng ta có thể nắm được cái thuật ngữ này, không gì hơn là chúng ta sẽ dùng cái câu hỏi để trắc nghiệm lại kiến thức, được không các anh chị? À, nhưng vẫn dành cho các anh chị 30 giây để chúng ta nhìn lại một lần nữa nội dung liên quan tới bốn thuật ngữ này. Sau đó thì mình sẽ mời các anh chị làm thử câu hỏi trong bộ đề câu trong bộ câu hỏi ôn tập.
Anh chị vui lòng gõ vào ô cửa sổ chat giúp cho Nhung ạ. Các anh chị có nhìn rõ màn hình chia sẻ không? Đây ạ. Anh chị, đây là câu số 6 ở trong bộ câu hỏi ôn tập. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Sau đây là đúng nha các anh chị nhé. A, B, C. A, người được bảo hiểm là tổ chức cá nhân có tài sản trách nhiệm dân sự, sức khỏe, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng. B là người được bảo hiểm là tổ chức cá nhân có tài sản trách nhiệm dân sự, sức khỏe, tính mạng, nghĩa vụ hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng. Anh chị thấy không, câu hỏi liên quan đến phần thuật ngữ này người ta sẽ hỏi chung là liên quan cả bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe nha các anh chị. Còn liên quan tới nội dung về bảo hiểm nhân thọ thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn, được không ạ? Vì chúng ta đi thi là chúng ta thi về luật kinh doanh bảo hiểm mà, đúng không? Cho nên là sẽ hỏi chung, Bộ Tài chính họ sẽ ra các câu hỏi hỏi chung nha. Người được bảo hiểm là ai ạ? À, có một anh chị vừa nãy trả lời là A, có thay đổi đáp án không ạ? Vừa có thay đổi đáp án không chị? Rồi. Có anh chị để tên hiển thị trên Zoom là email á. À, chị Hiền ạ. À? Chị Hiền hay anh Hiền ạ? À? Vui lòng đổi tên giúp Nung nha. Đổi tên theo cấu trúc cú pháp để được ghi nhận ở trong lớp ôn tập này. Rồi, chính xác ạ. À. Chính xác anh chị nhé, lưu ý giúp Nung nha. Vậy thì có người sẽ bảo là cả A và B đúng không? Nhưng mà ở đây thì đáp án của chúng ta là đúng như các anh chị nói ạ, à, là đáp án B. Cái định nghĩa này là định nghĩa theo luật kinh doanh bảo hiểm nha. Cho nên là mình sẽ chọn đáp án này là đáp án B. À. Rồi, tiếp tục ạ, à, câu tiếp theo. Đây là câu số 8 ở trong bộ câu hỏi ôn tập. Trong hợp đồng bảo hiểm con người thì trường hợp có chỉ định thay đổi người thụ hưởng thì lúc này sẽ xử lý như thế nào ạ? Trong trường hợp mà khách hàng họ thay đổi người thụ hưởng ạ? Người thụ hưởng là người rất là quan trọng đúng không các anh chị? Bởi vì người này nhận tiền đúng không ạ? Một khoản tiền rất là lớn. Khi người được bảo hiểm rủi xảy ra rủi ro, vậy thì có khi nào có khả năng là nếu như người thụ hưởng này họ không có ràng buộc gì cả với người được bảo hiểm thì có khi nào mà người thụ hưởng này họ cố tình gây ra cái rủi ro cho người được bảo hiểm để họ trục lợi lấy tiền không? Có đúng không ạ? Vậy bởi chính vì thế cho nên khi thay đổi người thụ hưởng là cần phải làm cái bước nào rất là quan trọng nha. Đúng không ạ? Và được quy định rõ ràng ở trong luật kinh doanh bảo hiểm để tránh trường hợp trục lợi bảo hiểm nha các anh chị. Đúng không ạ? À, các anh chị đều chọn đáp án D, tức là trong trường hợp chỉ định thay đổi người thụ hưởng thì bên mua bảo hiểm phải phải có sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm, đúng không ạ? À, rồi doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải xác nhận tại văn bản kèm theo sau khi mà nhận được thông báo thay đổi người thụ hưởng của bên mua, đúng không ạ? Tức là bên khách hàng. Và trường hợp nếu mà thứ tự hoặc là tỷ lệ thụ hưởng không được xác định thì tất cả những người thụ hưởng sẽ hưởng tỷ lệ như nhau. Chính xác ạ. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án D anh chị nhé. Đó thì chúng ta thấy là thay đổi người thụ hưởng rất là quan trọng đúng không ạ? Phải có văn bản. Khách hàng gửi văn bản cho công ty đúng không ạ? Và cái văn bản đó phải có sự đồng ý của người được bảo hiểm. Và doanh nghiệp cũng sẽ phải đồng ý bằng văn bản. Đó, thì có hai điều kiện đó thì cái việc thay đổi người thụ hưởng nó mới có hiệu lực. À, anh chị nhá. Và nếu như không chỉ định tỷ lệ thụ hưởng, ví dụ như là có 3 người thụ hưởng chẳng hạn, không chỉ định tỷ lệ thì sẽ chia đều tỷ lệ như nhau. Nào, vậy thì câu này là câu đáp án D, chính xác ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bốn cái thuật ngữ đầu tiên là doanh nghiệp bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Các thuật ngữ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là liên quan tới số tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại, phí bảo hiểm ạ. Rồi. Vậy thì các anh chị ơi, chúng ta có phân biệt được số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm khác nhau như thế nào không ạ? Số tiền bảo hiểm là gì và phí bảo hiểm là gì? Số tiền là liên quan tới doanh nghiệp, đúng không ạ? Doanh nghiệp sẽ trả cho người được bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra. Được không ạ? Tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng. Còn phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua
phải đóng theo nghĩa vụ, đúng không ạ? Anh muốn được bảo vệ thì anh phải đóng tiền cho doanh nghiệp, đó chính là đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Và khách hàng hoàn toàn có thể chọn hình thức là đóng một lần hoặc là nhiều lần, đấy là theo quy định của luật nha các anh chị. Còn tùy từng sản phẩm của mỗi doanh nghiệp sẽ quy định là đóng một lần hay là đóng nhiều lần ha. Và khách hàng hoàn toàn có thể đóng theo cái phương thức và thời hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ đóng hàng năm, đúng không ạ? Đóng hàng tháng, đóng hàng quý hoặc là nửa năm. Và chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm. Nhưng giả sử như là lớp của chúng ta có rất là nhiều anh chị, đúng không ạ? Mỗi anh chị thì ở độ tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, và chúng ta sẽ thấy rằng là cái yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm nó sẽ có bao gồm là tuổi, đúng không ạ? Giới tính và có nghề nghiệp nữa. Sau này khách hàng của chúng ta sẽ rất là đa dạng, họ làm các cái ngành nghề khác nhau thì phí bảo hiểm của họ sẽ khác nhau. Đó, anh chị nhé. Rồi, đấy là quy định của luật về thuật ngữ liên quan tới phí bảo hiểm. Sẽ có một lưu ý cho các anh chị một chút này. Nhưng giả sử nha, các cái yếu tố liên quan tới ảnh hưởng tới phí bảo hiểm á. Nhưng giả sử là nếu khách hàng của chúng ta cung cấp sai tuổi, tức là khách hàng đóng phí bảo hiểm ít hơn so với tuổi đúng của họ. Và họ cung cấp sai tuổi này là họ không cố ý ạ, họ không cố ý nhưng họ cung cấp sai. Vậy thì lúc này khách hàng đang đóng phí bảo hiểm ít hơn so với cái tuổi đúng của họ thì lúc này doanh nghiệp sẽ xử lý như thế nào ạ? Doanh nghiệp sẽ xử lý như thế nào các anh chị? Theo các anh chị ạ? Cái trường hợp này đã xảy ra rồi đúng không ạ? Cho nên là đã luật kinh doanh bảo hiểm quy định rất là rõ ràng để xử lý các cái trường hợp mà phát sinh như thế này ạ. Trong trường hợp khách hàng của chúng ta cung cấp sai tuổi không cố ý, khách hàng đang đóng phí ít hơn thực tế tuổi đúng của họ thì lúc này doanh nghiệp sẽ có hai lựa chọn đúng không ạ? Doanh nghiệp họ sẽ tăng phí bảo hiểm hoặc là giảm số tiền bảo hiểm xuống. Được không ạ? Được không các anh chị? Đó, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mà. Họ sẽ tăng phí của khách hàng lên, tức là khách hàng phải đóng bù cái khoản phí còn thiếu hoặc là giảm số tiền bảo hiểm xuống, đúng không ạ? Trong trường hợp mà khách hàng kê khai sai tuổi dẫn đến là phải đóng phí nhiều hơn so với tuổi đúng của họ thì lúc này để đảm bảo công bằng thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ giảm phí bảo hiểm xuống hoặc là tăng số tiền bảo hiểm lên để bảo vệ cho khách hàng ở cái mức cao hơn tương đương với mức phí khách hàng đóng. Được không các anh chị nha? Đó, câu này sẽ có thể xuất hiện trong thi đấy ạ, cho nên là mình lưu ý nha. À đúng rồi, tính lại phí tăng hoặc giảm. Đúng rồi, cảm ơn chị Kim Trang. Rồi, có một cái thuật ngữ nữa mà các anh chị cũng sẽ rất là có thể rất là băn khoăn là giá trị hoàn lại là gì, đúng không ạ? Ở lớp mình có ai biết giá trị hoàn lại là gì không ạ? Khi nào thì sẽ nhận giá trị hoàn lại? Nhiều khách hàng của chúng ta tham gia hợp đồng được 3 năm hoặc là 5 năm, thậm chí là họ tham gia rất là ngắn nhưng mà họ đã hủy hợp đồng rồi thì lúc này họ có nhận được 100% giá trị tài khoản hợp đồng của họ không? Họ không thực hiện đúng cam kết theo thỏa thuận là họ tham gia bảo hiểm trong cái thời hạn mà đã được thỏa thuận đúng không ạ? Và họ hủy trước cái thời hạn đó, vậy thì họ sẽ nhận lại giá trị hoàn lại. À đúng rồi, chị Kim Trang nói là hủy hợp đồng đúng không ạ? Vậy thì giá trị hoàn lại chính là cái số tiền mà khách hàng hay là bên mua bảo hiểm sẽ nhận lại khi họ yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Rồi, cảm ơn chị Kim Trang rất là nhiều ạ. Và thường thì giá trị hoàn lại khi khách hàng hủy ở những cái năm đầu tiên của hợp đồng á thì nó rất là ít đúng không ạ? Cho nên khách hàng sẽ cảm thấy họ rất là thiệt thòi. Nhưng mà về bản chất thì chúng ta thấy là khách hàng đang đang không thực hiện theo cái cam kết lúc ban đầu cùng với doanh nghiệp đúng không ạ? Là trong một cái khoảng thời gian hợp đồng bảo hiểm chạy như thế này thì mình tham gia bảo hiểm là mình tham gia đủ cái thời gian đó đúng không ạ? Mình đang hủy hủy ngang đúng không ạ? Đó, cho nên là khách hàng sẽ nhận cái giá trị hoàn lại nên anh chị. Rồi, mình hiểu cái giá trị hoàn lại này, cái khái niệm, cái thuật ngữ này ha. Bây giờ mình sẽ thử làm các câu hỏi liên quan tới cái phần ba cái thuật ngữ này anh chị nhé. Câu hỏi đầu tiên ạ, đó chính là câu số 7 ở trong bộ câu hỏi ôn tập. Các anh chị thân mến, trong cái phần thuật ngữ nó sẽ gồm có 49 câu hỏi, tổng cộng là 49 câu hỏi. Thì Nhung sẽ nhặt ra đâu đó khoảng tầm 5 đến 7 câu để cho các anh chị chúng ta sẽ ôn tập, đúng không ạ? Rồi, đây là câu số 7 này, trong cái bộ câu hỏi ôn tập. Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi nhưng họ không cố ý làm tăng số phí bảo hiểm phải đóng. Nhưng tuổi đúng của họ vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm. Thì lúc này doanh nghiệp sẽ xử lý trường hợp này như thế nào ạ? Xin mời các anh chị.
Rồi, các phần sau mình sẽ đi nhanh hơn một chút nhé, bởi vì là sáng ngày hôm nay mình bắt đầu trễ đó các anh chị. Để đảm bảo tiến độ thì mình sẽ đi nhanh hơn một chút đấy ạ. Nên các anh chị tập trung nha. Rồi, các anh chị đã gõ vào cửa sổ chat rất là nhiều đáp án A rồi. À, vậy thì tại sao chúng ta không chọn B, C, D, chúng ta lại chọn A hả các anh chị? Câu B là doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng, đúng không ạ? Không ạ, không bao giờ doanh nghiệp hủy hợp đồng khách hàng cả, đúng không ạ? Trừ trường hợp khách hàng chủ động thôi. À, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả số phí đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ các chi phí hợp lý. Như vậy là cũng không bảo hiểm cho khách hàng nữa mà hoàn phí cho khách hàng, đúng không ạ? Thì không đúng, đúng không ạ? Rồi, bên mua bảo hiểm trả lại giá trị hoàn lại trong hợp đồng của hợp đồng bảo hiểm. Như vậy cũng là ba cái trường hợp này đều là những cái trường hợp mà không bảo vệ nữa, đúng không ạ? Thì là không đúng, đúng không? À, lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án chính xác là đáp án A. À, chúc mừng tất cả các anh chị. À, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn trả lại cái phí bảo hiểm đóng vượt trội hoặc là tăng số tiền bảo hiểm lên theo thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với cái số phí khách hàng đã đóng. Rồi. Ok, rất tốt ạ. Câu tiếp theo ạ, câu số 18 trong bộ câu hỏi ôn tập. Giá trị hoàn lại trong hợp đồng bảo hiểm được định nghĩa như thế nào ạ? Xin mời tất cả các anh chị. Chúng ta đọc phần lý thuyết rồi nhưng mà đến câu hỏi á thì mỗi một câu hỏi người ta sẽ hỏi theo cái cách khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà mình nắm bản chất của cái khái niệm giá trị hoàn lại rồi thì Bộ Tài chính họ có ra câu hỏi như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn trả lời được đúng không? Cho nên là khuyến khích các anh chị chúng ta sẽ học theo bản chất nhá, học hiểu nhá. Chúng ta sẽ không cố gắng làm được thật nhiều câu hỏi mà chúng ta sẽ làm cố gắng làm đến đâu chắc đến đó nhá. Rồi. Bởi vì các câu hỏi họ sẽ đảo cái cách hỏi thôi. Rồi, rất nhiều anh chị trả lời đáp án C. Rồi ạ, rất tuyệt vời ạ, cảm ơn các anh chị. Đáp án của chúng ta chính xác ạ, là giá trị hoàn lại chính là số tiền mà bên mua sẽ nhận được khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. À, đây là định nghĩa, là thuật ngữ liên quan đến luật nha. Còn mình hiểu một cách nôm na thì mình có thể giải thích cho khách hàng. Và khách hàng mà hủy ngang á, thì khách hàng sẽ nhận giá trị hoàn lại. Và cái giá trị hoàn lại ở những cái năm đầu tiên nó rất là thấp. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục ạ, thuật ngữ tiếp theo nha các anh chị. Thuật ngữ tiếp theo là liên quan tới thuật ngữ về tai nạn. Chúng ta đã học được 7 thuật ngữ rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với ba thuật ngữ tiếp theo là thuật ngữ về à bốn thuật ngữ tiếp theo ạ, là tai nạn, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bệnh có sẵn và thời gian chờ. Anh chị thân mến, để không mất thời gian á, nhưng sẽ dành 1 phút để cho các anh chị đọc các cái nội dung này nhé, liên quan tới bốn cái thuật ngữ này. Xem các anh chị có thắc mắc gì hay không ạ? Trong hệ thống LMS thì các anh chị sẽ chưa được học cái thuật ngữ liên quan tới bệnh có sẵn đúng không ạ? Và thời gian chờ đúng không? Thì ở đây Nhung sẽ giải thích hai cái thuật ngữ này trước nhé. Rồi, còn thuật ngữ liên quan tới tai nạn và thương tật toàn bộ và vĩnh viễn thì chúng ta học rồi đúng không? Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là có một cái phần nội dung liên quan tới sản phẩm mà chúng ta có học. Rồi, bệnh có sẵn ở đây thì chúng ta nghe cái tên thuật ngữ này là chúng ta đoán được rồi đúng không ạ? Là tình trạng bệnh tật hoặc là thương tật của người được bảo hiểm đã được bác sĩ khám chẩn đoán từ trước ngày hiệu lực của hợp đồng hoặc là ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất. Mình hiểu nôm na là như thế này, bệnh có sẵn là khách hàng trước khi tham gia bảo hiểm họ đã có bệnh rồi, đúng không ạ? Đó. Vậy thì cái trường hợp bệnh có sẵn này có trả hay không, đúng không ạ? Thì một lát nữa mình sẽ vào trong cái phần nội dung liên quan tới loại trừ bảo hiểm thì mình sẽ làm rõ hơn. À. Vậy thì thời gian chờ ở đây là gì? Thời gian chờ ở đây là gì ạ? Là trong cái thời gian chờ này, nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra, tức là nếu rủi ro xảy ra, thì người được bảo hiểm không nhận được quyền lợi bảo hiểm. Nhưng giả sử khách hàng tham gia bệnh hiểm nghèo ạ, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, thời gian chờ là 90 ngày. Nếu như khách hàng không may gặp cái rủi ro là bệnh hiểm nghèo trong vòng 90 ngày đó, thì sao ạ? Lúc này doanh nghiệp cũng có quyền là không chi trả, hay nói cách khác là người được bảo hiểm cũng không nhận được quyền lợi bảo hiểm. Bởi vì thông thường á, nếu mà nói một cách logic là thông thường thì những cái bệnh có sẵn, bệnh nặng hoặc là bệnh hiểm nghèo á, thì nó sẽ có thời gian ủ bệnh trước đó, đúng không ạ? Đó, nó có rất có thể nó sẽ là những cái bệnh có sẵn rồi. Cho nên là các doanh nghiệp bảo hiểm hay là luật kinh doanh bảo hiểm sẽ đưa ra cái thuật ngữ hay là cái quy định về thời gian chờ để đảm bảo là khách hàng không trục lợi, đúng không ạ? Để đảm bảo cái trường hợp này. Thì thời gian chờ ở đây là cái thời gian là nếu trong cái khoảng thời gian này, ví dụ như là 60 ngày, 90 ngày hay là bao nhiêu ngày đó là do doanh nghiệp họ quy định, đúng không ạ? Thông thường là 90 ngày đối với bệnh hiểm nghèo. Thì nếu như rủi ro xảy ra thì người được bảo hiểm sẽ không nhận được quyền lợi. Và còn sau ở thời gian chờ này là 91 ngày thì đương nhiên là khách hàng vẫn nhận được bình thường, đúng không các anh chị? Nha.
Rồi. Ở đây thì có ví dụ cụ thể cho các anh chị rồi này. Đó, anh chị thấy là thời gian chờ quyền lợi bệnh hiểm nghèo là 90 ngày, đúng không ạ? Từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhưng mà ngày 60 thì khách hàng đã mất bệnh hiểm nghèo rồi, thì lúc này doanh nghiệp có quyền là không chi trả. Đó. Hoặc là khách hàng không nhận được quyền lợi bệnh hiểm nghèo. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một câu hỏi liên quan tới thuật ngữ, một trong bốn cái thuật ngữ này. Nhung sẽ ưu tiên các câu hỏi liên quan tới cái thuật ngữ mà chúng ta chưa được học trên LMS nhé, trên hệ thống online. À, để các anh chị có thể làm quen với các câu hỏi mà có nội dung mới. Chọn phương án đúng ạ, về bệnh có sẵn. Bệnh có sẵn là gì ạ? B, A, B hay là C ạ? A là có người đã có đáp án A rồi. Vâng ạ. Có hai anh chị thì đọc rất nhanh là cho C luôn. Anh chị lưu ý nha. Cả A và B là đúng. Mình lưu ý nha. Mình xem là câu B sai ở đâu. Câu A tại sao chọn A nha. À, chị Nam Phương để cho là B. Ở đây có một cái bẫy rất là lớn ở đây ạ. Theo các anh chị thì bệnh có sẵn là tình trạng bệnh hoặc thương tật của người được bảo hiểm hay bên mua bảo hiểm ạ? Chúng ta thấy là hai câu này rất giống nhau ạ. Đọc thì chẳng khác gì nhau cả. Nhưng mà nó khác nhau một từ rất quan trọng liên quan tới thuật ngữ đấy ạ. Bệnh có sẵn hoặc là thương tật của người được bảo hiểm hay là bên mua bảo hiểm ạ các anh chị? Nếu là bệnh có sẵn của bên mua bảo hiểm thì có được tính không ạ? Đáp án của chúng ta là đáp án nào? Anh chị thấy không? Câu này là một câu bẫy rất là tinh vi đúng không ạ? Mình không nhận ra là mình sẽ trả lời sai. Vì tưởng là hai câu này đúng đúng không? Cả A và B đều đúng. Đáp án của chúng ta là gì ạ? Các anh chị nào chọn C và B chúng ta có chọn lại không ạ? Sau khi thấy Nhung phân tích như vậy. Đáp án của chúng ta là đáp án A nha. Đúng rồi. Là bệnh có sẵn hoặc là thương tật của người được bảo hiểm. Rồi câu tiếp theo ạ. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng á, của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì khoảng thời gian mà trong thời gian đó nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm không nhận được quyền lợi bảo hiểm thì được gọi là thời gian gì ạ? Đây là một câu hỏi ngược đúng không các anh chị? Người ta không hỏi khái niệm là gì mà người ta sẽ lấy cái nội dung khái niệm người ta hỏi ngược lại. Đúng không? Khoảng thời gian mà trong thời gian đó nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thì người được bảo hiểm cũng không nhận được quyền lợi bảo hiểm, đấy là thời gian gì ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phân biệt thời gian gia hạn là gì đúng không, thời gian tự do xem xét là gì và thời gian miễn truy xét là gì. Rồi ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vừa học xong thuật ngữ đó đúng không, thời gian chờ, chính xác ạ, đáp án D. Chúc mừng tất cả các anh chị. Câu này thì không ai sai, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với các thuật ngữ cuối cùng nha các anh chị. Mình sẽ đi nhanh một chút này. Phạm vi bảo hiểm. Sự kiện bảo hiểm. Đồng bảo hiểm. Và bảo hiểm tạm thời. Vậy thì ở trong này sẽ có hai cái khái niệm hay là hai thuật ngữ là đồng bảo hiểm và bảo hiểm tạm thời. Các anh chị chưa có học trên hệ thống LMS thì Nhung sẽ nói kỹ hơn ở đây một chút. Còn phạm vi bảo hiểm và sự kiện bảo hiểm chúng ta học rồi. Mình sẽ không nhắc lại nữa, được không ạ? Đồng bảo hiểm ở đây là nhiều doanh nghiệp cùng bảo hiểm cho cùng một đối tượng trên một hợp đồng bảo hiểm. Và các doanh nghiệp bảo hiểm họ nhận được cái phí bảo hiểm thì họ có trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ tham gia đồng bảo hiểm. Đúng không ạ? Nhiều hợp đồng, nhiều doanh nghiệp bảo vệ cho cùng một đối tượng trên cùng một hợp đồng. Đó. Và hợp đồng thì phải có tên doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu và tỷ lệ đồng bảo hiểm của từng doanh nghiệp. Đó. Đấy chính là đồng bảo hiểm mà chúng ta hiểu bản chất là nhiều doanh nghiệp cùng bảo vệ cho một đối tượng trên một hợp đồng, và khi cái đối tượng đó xảy ra rủi ro thì các cái doanh nghiệp này họ sẽ thực hiện cái trách nhiệm của mình dựa trên cái tỷ lệ bồi thường mà họ đã tham gia, đúng không ạ? Dựa trên cái tỷ lệ bồi thường mà họ tham gia vào đồng bảo hiểm ha. Rồi thời gian bảo hiểm tạm thời ở đây là gì? Cái thời gian bảo hiểm tạm thời này có lợi cho khách hàng đấy anh chị, là kể từ khi mà khách hàng đóng phí mà điền đơn yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm hay là tính từ cái thời điểm mà doanh nghiệp bảo hiểm họ nhận được cái đơn yêu cầu của khách hàng này,
rồi họ nhận được phí bảo hiểm tạm tính của khách hàng. Thì từ thời gian đó khách hàng đã được bảo vệ tạm thời rồi. Vậy bảo hiểm tạm thời là gì? Là khách hàng xảy ra rủi ro về tai nạn, tử vong do tai nạn thì khách hàng sẽ nhận được cái quyền lợi liên quan tới bảo hiểm tạm thời này. Vậy thì cụ thể nhận được bao nhiêu? Thì đến cái phần chiều ngày hôm nay các thầy cô sẽ chia sẻ cụ thể hơn với các anh chị nhé. Ở đây mình chỉ nắm về cái khái niệm của bảo hiểm tạm thời thôi ha. Và bảo hiểm tạm thời là ngay từ, chúng ta nhớ là cái mốc thời gian tính từ ngay từ khi mà doanh nghiệp họ nhận được yêu cầu bảo hiểm của khách hàng và cái phí bảo hiểm tạm tính là khách hàng đã được bảo vệ tạm thời rồi, cho đến khi mà công ty ra quyết định có bảo vệ vệ cho khách hàng hay không. Đó, thì đấy là thời gian bảo hiểm tạm thời anh chị nhé. Rồi. Vậy thì tiếp tục ạ, chúng ta sẽ làm một cái câu hỏi liên quan tới cái phần bốn cái thuật ngữ này. Vậy chúng ta thấy là chúng ta đã có 15 thuật ngữ mà liên quan có trong câu hỏi thi, đúng không nào? Rồi, câu hỏi số 7 có trong đề thi liên quan tới đồng bảo hiểm ạ. Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm cùng thống nhất giao kết với bên mua trên một hợp đồng bảo hiểm, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận phí bảo hiểm và bồi thường trả tiền theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng được gọi là gì? Xin mời tất cả các anh chị. Chúng ta thấy có từ khóa ở đây là các doanh nghiệp bảo hiểm này, đúng không ạ? Bảo vệ cho một người được bảo hiểm, đúng không? Một đối tượng trên cùng một hợp đồng và chi trả quyền lợi theo cái tỷ lệ thỏa thuận. Rồi ạ, à, có mỗi có hai anh chị trả lời thôi ạ. À. Anh chị khác thì có theo dõi được cái phần này không? Đồng bảo hiểm ạ. À. Chúng ta thấy bốn cái đáp án này rất là dễ để phán đoán, đúng không? Đúng không ạ? Anh chị khác ơi, chúng ta có câu trả lời, chúng ta có một ô cửa sổ chat đi ạ. Vừa học xong, đúng không ạ? Đúng rồi, đây chính là cái thuật ngữ hay là cái khái niệm liên quan tới đồng bảo hiểm. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Rồi ạ. Câu tiếp theo ạ. Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì trong bảo hiểm nhân thọ, thời gian bảo hiểm tạm thời do bên doanh nghiệp bảo hiểm cấp cho bên mua bảo hiểm được tính kể từ khi nào ạ? Chúng ta sẽ phân biệt rất là rõ nha. Thời gian bảo hiểm tạm thời gian chờ, thời gian cân nhắc, đúng không ạ? Đó, thời gian cân nhắc chính là thời gian tự do xem xét đấy, đúng không ạ? Thời gian tự do xem xét, rồi. Vậy thì bảo hiểm tạm thời được tính kể từ khi nào? Đây là một quyền lợi có lợi cho khách hàng nha. Cho nên là các anh chị khi mà tư vấn cho khách hàng ấy, thì chúng ta có thể nói thêm cho khách hàng một chút là ngay kể từ khi mà anh chị điền cái phiếu yêu cầu, cái giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp nhận được là thời gian bảo hiểm tạm thời của các anh chị đã bắt đầu, đúng không ạ? Các anh chị đã được bảo vệ rồi ha. Đúng rồi ạ. À. Kể từ thời điểm mà doanh nghiệp nhận được yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm tạm tính. Đúng ạ. Vậy thì thời gian bảo hiểm tạm thời này nó sẽ kết thúc khi mà doanh nghiệp chấp nhận hoặc là từ chối bảo hiểm, tức là sau khi mà doanh nghiệp đã thẩm định xong á. À, thời gian bảo hiểm tạm thời chính là cái khoảng thời gian mà doanh nghiệp đang thẩm định cái hồ sơ của khách hàng, đúng không ạ? À, cho nên đáp án của chúng ta là đáp án A. Rất chính xác ạ. Rồi các anh chị ơi, vậy là mình đã ôn tập xong cái nội dung thứ hai trong 12 nội dung mà có thể xuất hiện trong đề thi của Bộ Tài chính rồi. Còn một cái nội dung nữa thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao các anh chị nhé. Đó chính là liên quan tới loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. À, các anh chị thân mến, nghe cái từ loại trừ thì chúng ta có hiểu không ạ? À, loại trừ ở đây tức là gì? Là gì ạ? Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm ở đây tức là hiểu một cách nôm na là doanh nghiệp bảo hiểm hay là công ty họ không phải trả tiền cho khách hàng khi mà rủi ro xảy ra, được không ạ? À, vậy thì các cái trường hợp nào mà doanh nghiệp không phải trả tiền hay bồi thường, hay nói cách khác là cái trường hợp nào nó thuộc vào loại trừ bảo hiểm đây, thì các cái trường hợp này phải được ghi rõ trong hợp đồng và giải thích đầy đủ cho khách hàng, được không ạ? Đó. Các cái trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ sẽ bao gồm là khách hàng của chúng ta không họ tự tử trong vòng 2 năm, trong vòng 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí đầu tiên, hoặc là họ bị tử vong do thi hành án tử hình, hoặc là họ bị chết hoặc là thương tật do lỗi cố ý của chính bản thân họ, hoặc là bên mua bảo hiểm là người thụ hưởng, thì lúc này doanh nghiệp bảo hiểm có quyền là từ chối hoặc là nó sẽ thuộc vào loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
được không ạ? Có một trường hợp đã từng xảy ra cho nên là được quy định rất là rõ ở trong luật anh chị nhé, là nếu như một hoặc là một một trong số những người thụ hưởng họ cố ý hãm hại để gây ra cái chết hoặc là thương tật toàn bộ miễn cho cái chết cho người được bảo hiểm trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, thì lúc này doanh nghiệp vẫn phải trả tiền cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nhưng giả sử một bà mẹ bà ấy mua hợp đồng bảo hiểm cho bản thân và bà ấy để ba người con là người thụ hưởng, thì một trong ba người con này vì túng quẫn cho nên là đã cố tình hãm hại chính mẹ đẻ của mình để nhận quyền lợi bồi thường, đúng không ạ? Thì cái anh mà anh ấy gây ra cái chết cho bà mẹ của mình là anh ấy là người thụ hưởng, anh ấy không được nhận quyền lợi. Nhưng hai người thụ hưởng còn lại họ vẫn được nhận quyền lợi theo tỷ lệ, đúng không ạ? Đã thỏa thuận trong hợp đồng. Rồi, vậy thì ở đây có một câu hỏi phát sinh ạ. Nếu mà công ty không bồi thường tiền bảo hiểm cho khách hàng trong trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, vậy thì khách hàng có được trả lại phí hay đã đóng hay không, hay là nhận tiền trong tài khoản tích lũy hay không ạ? Theo các anh chị ạ, nếu trong trường hợp mà khách hàng, nhưng giả sử đi khách hàng tự tử trong vòng 2 năm, đúng không ạ? Thì lúc này là doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm cho khách hàng. Giả sử là khách hàng tham gia số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng, nhưng khách hàng lại tự tử trong vòng 2 năm. Vậy thì trong trường hợp này là loại trừ, đúng không ạ? Là doanh nghiệp không phải chi trả quyền lợi bồi thường cho khách hàng. Vậy thì lúc này doanh nghiệp có trả lại cái phí khách hàng đã đóng hay là trả cho khách hàng cái tiền đã được tích lũy trong tài khoản khách hàng hay không? Theo các anh chị ạ? À? Theo các anh chị? Có trường hợp khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mà tự tử trong vòng 2 năm, đúng không ạ? Và trường hợp này thì doanh nghiệp không phải trả, bởi vì theo quy định của luật, tất cả các công ty bảo hiểm đều như vậy, đúng không? Đó. Thì trong trường hợp này có phải trả hay không? À, công ty có không bồi thường thì công ty khách hàng có nhận lại được khoản phí đã đóng hay là nhận tiền trong tài khoản đã tích lũy hay không ạ? Anh chị ơi, có hay không cho Nhung xin vào ô cửa sổ chat đi ạ. Có thì cho số 1, còn không thì cho số 0 ạ. À, chị bảo anh đó là không. Rồi. À, không trả tiền bảo hiểm cho khách hàng nhưng mà có trả lại phí khách hàng đã đóng hay là cái giá trị hoàn lại không, hay là cái tiền khách hàng đã được tích lũy ở trong hợp đồng của họ hay không ạ? À không, chị bảo anh nói là không ạ. Rồi, các anh chị khác thì sao ạ? Rồi, các anh chị thân mến, để không mất thời gian của cả lớp mình nhá, thì Nhung xin chia sẻ như sau ạ. Là lúc này ạ, nếu mà thuộc cái trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm này thì doanh nghiệp sẽ trả cho bên mua bảo hiểm cái giá trị hoàn lại, tức là doanh nghiệp không trả cái không có trách nhiệm phải bồi thường hay trả tiền bảo hiểm cho khách hàng, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả cho bên mua bảo hiểm hoặc một trong hai ạ, là giá trị hoàn lại của hợp đồng nếu trong tài khoản hợp đồng của khách hàng đã có giá trị hoàn lại, hai là toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng trừ đến các chi phí bảo hiểm hợp lý, đúng không ạ? À, đúng rồi, anh chị Lê Hồ Hoàn Lâm nói là không phải trả số tiền bảo hiểm, đúng không ạ? Nhưng mà có hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng, có trả cái giá trị hoàn lại cho khách hàng, đúng không ạ? Đã tích lũy từ trước và phải trừ đi các khoản nợ và các chi phí nếu có, đúng không ạ? Rồi, ok. Cảm ơn anh chị Hồ Hoàn Lâm rất là nhiều. Rồi, ok, mình sẽ thử làm các câu hỏi liên quan đến cái phần loại trừ trách nhiệm này các anh chị nhé. Câu hỏi số 16 trong cái bộ ôn tập câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Năm 2015, ông A mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân. Năm 2019, vì lý do tài chính khó khăn thì ông ấy tự tử. Thì trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ làm gì ạ? À, chị Ánh Tuyết có câu hỏi, chị giơ tay có câu hỏi đúng không? Rồi, mình cứ trả lời cái câu ôn tập này đi xong rồi, Nhung sẽ mời chị mở mic để Nhung chị hỏi nhé. Rồi, xin mời ạ, anh chị hãy trả lời giúp cho Nhung cái câu hỏi này. Câu hỏi này có thể xuất hiện trong đề thi của các anh chị. À, Nhung sẽ lấy làm mẫu cho các anh chị nhé để chúng ta thử trả lời câu hỏi này ạ. Xin mời ạ. Kim Trang và anh chị Lê Hồ Hàn Lâm đã có câu trả lời rồi. Cảm ơn chị Anh Thư ạ. Các anh chị khác thì sao ạ? Năm 2015 thì ông ấy mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân. À, đến năm 2019 thì vì lý do tài chính khó khăn nên ông ấy tự tử và tử vong. Vậy thì cái trường hợp này doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào ạ? À, đúng rồi. Lúc này
vẫn phải trả tiền. Vì sao ạ các anh chị? Bởi vì ông ấy tự tử không phải trong thời gian 2 năm, đúng không ạ? Rồi. Ok ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc trả tiền trong trường hợp nào sau đây? A, B, C hay là D ạ? À? Xin mời các anh chị. À, chị Kim Trang rất là tích cực luôn ạ. À. Các anh chị thân mến, các anh chị cùng với chị Kim Trang và các anh chị khác chúng ta gõ câu trả lời ở cửa sổ chat nhé. Cảm ơn chị Kim Trang, chị Tuyết Quỳnh ạ, à, chị Kim Hoa. Rồi ạ, à, chị Anh Thư cũng vậy. Chị Anh Thư vào rất là sớm và cũng rất là tích cực tham gia. Ok, cảm ơn anh Út ạ. À. Rồi, chính xác ạ, đáp án của chúng ta là đáp án B. Nếu mà tử vong hoặc là chết do bị thi hành án tử hình thì cũng sẽ không chi trả hay là không phải bồi thường. Tức là nó sẽ thuộc vào cái loại trường hợp là loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Đúng không ạ? Rồi. Các anh chị thân mến, vậy là chúng ta đã ôn tập xong 3 phần nội dung đầu tiên trong trong 12 phần nội dung chính mà có thể xuất hiện trong đề thi của các anh chị rồi. Bây giờ thì Nhung sẽ mời các anh chị nghỉ giải lao nhé. Chúng ta sẽ đến với 3 nội dung tiếp theo sau 10 phút giải lao ạ. À. Trước khi nghỉ giải lao thì có một câu hỏi, có chị Ánh Tuyết có giơ tay á, có phải là chị muốn hỏi gì không ạ? Nhung mời chị nhé. Các anh chị khác nếu chúng ta muốn nghe thì chúng ta có thể ở lại, còn không thì chúng ta có thể nghỉ giải lao. Đồng hồ của Nhung bây giờ là 10 giờ 16 phút, chúng ta sẽ nghỉ giải lao tới 10 giờ 25 phút cho tròn nha các anh chị nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại các anh chị nhé. Đúng không ạ? 10 giờ 25 phút chúng ta sẽ quay trở lại nha các anh chị. À, chị Tuyết nói là không có ý kiến, tức là chị giơ nhầm tay thôi đúng không? Rồi ok ạ. Anh chị ơi, vậy thì nếu như chúng ta không có câu hỏi nào nữa thì Nhung sẽ mời các anh chị chúng ta nghỉ giải lao trong vòng 10 phút ạ. Chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 10 giờ 25 phút nha. Các anh chị cố gắng chúng ta sẽ quay trở lại đúng giờ để chúng ta ôn tập và đảm bảo tiến độ của ngày hôm nay. Xin mời ạ. Gia đình nhỏ có gia đình to, trăm thứ phải lo cần cả thế giới, nhưng luôn hân hoan vì có Hàn Hòa, điểm tựa gia đình Hàn Hòa. Hàn Hòa mọi khó khăn mình băng qua, băng qua, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hòa. Trở thành sếp biết bao việc lo, việc nhỏ đến to sức nào mà cân hết, nhưng luôn hân hoan vì có Hàn Hòa, điểm tựa sức khỏe Hàn Hòa. Hàn Hòa đồng nghiệp đồng lòng song pha, song pha, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hòa. Và chịu bài thêm cả tương lai, nhưng luôn luôn hân hoan vì có Hàn Hòa, điểm tựa tài chính Hàn Hòa. Hàn Hòa nhà mình thêm người cùng cười ha ha, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hòa. Cho là ông không sao đâu, cho là ông không sao đâu, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hòa. Cuộc sống vất vả đừng lo, không có ai hỏi han quá, để có điểm tựa cần gì thì mình cứ hỏi Hàn Hòa. Trải nghiệm cuộc sống luôn hân hoan trong mọi khoảnh khắc, luôn hân hoan từ bình minh cho tới tan ca, luôn hân hoan vì có Hàn Hòa, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hòa, luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hòa, luôn hân hoan với Hàn Hòa Life, bảo hiểm nhân thọ từ Hàn Quốc.
lai vẹn toàn. Có bảo hiểm an tâm học vấn, có bảo hiểm nhà cửa khang trang, có bảo hiểm có quyền tiết kiệm, có bảo hiểm đường đời thanh thang. Những khi sóng gió, những khi ốm đau, vượt qua gian khó, tối xuân không chờ, tương lai phía trước, ước mơ khát khao, nhưng ta cần có một niềm tin vững chắc. Luôn hân hoan, luôn hân hoan. Có gia đình nhỏ, có gia đình to, trăm thứ phải lo cân cả thế giới. Nhưng luôn hân hoan vì có Hàn Hoa, điểm tựa gia đình Hàn Hoa, Hàn Hoa. Mọi khó khăn mình băng qua, băng qua. Luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Trở thành sếp biết bao việc lo, việc nhỏ đến to sức nào mà cân hết. Nhưng luôn hân hoan vì có Hàn Hoa, điểm tựa sức khỏe Hàn Hoa, Hàn Hoa. Đồng nghiệp đồng lòng song pha, song pha. Luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Này, nay lên trước bà, gánh vác chịu vai thêm cả tương lai. Nhưng luôn luôn hân hoan vì có Hàn Hoa, điểm tựa tài chính Hàn Hoa, Hàn. Nhà mình thêm người cùng cười ha ha. Luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Cuộc sống vất vả, đừng lo không có ai hỏi han quá. Ở đây có điểm tựa, cần gì thì mình cứ hỏi Hàn Hoa. Trải nghiệm cuộc sống, luôn hân hoan trong mọi khoảnh khắc, luôn hân hoan từ bình minh cho tới tan ca, luôn hân hoan vì có Hàn Hoa. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Luôn hân hoan với Hàn Hoa Life, bảo hiểm nhân thọ từ Hàn Quốc. Luôn hân hoan. Gia đình nhỏ, có gia đình to, trăm thứ phải lo cân cả thế giới. Nhưng luôn hân hoan vì có Hàn Hoa, điểm tựa gia đình Hàn Hoa, Hàn Hoa. Mọi khó khăn mình băng qua, băng qua. Luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Mới trở thành sếp biết bao việc lo, việc nhỏ đến to sức nào mà cân hết. Nhưng luôn hân hoan vì có Hàn Hoa, điểm tựa sức khỏe Hàn Hoa, Hàn Hoa. Đồng nghiệp đồng lòng song pha, song pha. Luôn bên nhau, luôn quan tâm, luôn bên nhau, luôn quan tâm. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Chớ lo âu không sao đâu, chớ lo âu không sao đâu. Luôn hân hoan, hân hoan, hân hoan với Hàn Hoa. Này, nay lên trước bà, gánh vác chịu vai thêm cả tương lai. Nhưng luôn luôn hân hoan.
Rồi, xin chào tất cả các anh chị ha. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay các anh chị ạ. Các anh chị em, bây giờ chúng ta đã là 10 giờ 25 phút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ha, để đảm bảo là chúng ta sẽ kết thúc đúng giờ. Tại vì chiều buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã vào học trễ hơn 30 phút rồi. Cho nên trong thời gian còn lại á, đại nghĩ là có một sự nỗ lực rất lớn từ phía của các anh chị để chúng ta có thể có một cái buổi sáng ôn tập thật là hiệu quả ha các anh chị ha. Các anh chị ơi, các anh chị có nghe rõ tiếng của Đại không? Nếu như các anh chị có nghe rõ tiếng của Đại thì các anh chị gõ lên cái ô chat giúp Đại, con số 1 giúp Đại ha. Để biết là các anh chị có nghe rõ tiếng của Đại. Rồi, các anh chị có nghe rõ tiếng của Đại không ạ? Alo các anh chị ơi, chúng ta sẽ quay lại nha, tiếp tục nha các anh chị. Còn một ít thời gian buổi sáng nữa thôi, cho nên chúng ta hãy tiết kiệm thời gian quý báu của mình ha. Các anh chị có nghe rõ tiếng của Đại không các anh chị? Anh Hà bên Kiên Long nè, để thấy anh đang rất là chăm chú, không biết là anh có nghe rõ tiếng của Đại không? Dạ rồi, đã thấy có một số anh chị đã bắt đầu gõ lên ô chat là số 1 rồi ha. Rồi, các anh chị có nghe tiếng ồn gì xung quanh đến cái mic mà Đại chia sẻ không ạ? Nếu có nghe thì các anh chị cũng báo lại giúp Đại ha, để Đại kiểm tra lại. Để thấy có một số anh chị đã gọi số 1, tức là nghe rõ rồi đúng không? Để tránh mất thời gian của các anh chị thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ha các anh chị. Như vậy là các anh chị đã được cô Nhung chia sẻ cho chúng ta ba phần đầu tiên liên quan đến rủi ro về bảo hiểm nè, liên quan về các cái thuật ngữ về bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm về bảo hiểm rồi. Đây là ba cái phần rất là quan trọng và cũng chiếm rất là nhiều câu hỏi trong cái bộ đề thi của Bộ Tài chính. Được không ạ? Thì đã được cô Nhung chia sẻ rất là tận tâm và tận tình, rất là rõ liên quan đến ba cái chủ đề ngày hôm nay rồi. Chính vì vậy mà chúng ta hãy thả một cái trái tim yêu thương để cảm ơn cô Nhung buổi sáng ngày hôm nay rất là tận tình đi các anh chị ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha. Đại thấy ở đây có rất là nhiều trái tim yêu thương rồi. Thế thì trong phần tiếp theo á, thì Đại sẽ là người trình bày để giới thiệu cho các anh chị về những cái kiến thức ôn tập về sản phẩm, về liên quan đến kiến thức chung về bảo hiểm nhân thọ ha. Thì đối với chúng ta đã học trên EMS rồi đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta ôn tập lại. Tuy nhiên là trong quá trình ôn tập á, thì chúng ta cũng biết thêm một vài kiến thức mới bằng cách là chúng ta sẽ làm thêm một vài câu hỏi gọi là khó hơn để chúng ta có thể là mở rộng thêm kiến thức. Và đương nhiên là khi mà chúng ta gặp các cái câu hỏi này trong đề thi của Bộ Tài chính á, thì chúng ta sẽ không bỡ ngỡ, được không ạ? Thì ba cái phần tiếp theo mà Đại Trinh chia sẻ cho các anh chị buổi sáng ngày hôm nay đó là các cái phần liên quan đến các loại hình bảo hiểm nè. Và chúng ta tuy là chúng ta đang làm việc ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà chúng ta cũng phải biết liên quan đến câu hỏi về bảo hiểm sức khỏe nữa, tại vì Bộ Tài chính có đưa ra rất là nhiều câu hỏi liên quan đến câu hỏi về bảo hiểm sức khỏe. Thì ngoài ra các anh chị sẽ được chúng tôi chia sẻ thêm một cái phần nữa, phần thứ ba, đó là nguyên tắc bảo hiểm. Thì đây chính là ba phần mà Đại sẽ chia sẻ cho các anh chị trong cái chương trình tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Bây giờ Đại sẽ show cái màn hình, cái slide lên để chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta ôn tập tiếp tục. Và tất cả những cái kiến thức mà chúng tôi chia sẻ cho các anh chị ở đây á, là hầu hết các anh chị đã được học trên MS rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta ôn tập lại thôi. Thì ở đây các anh chị thấy á, đối với việc mà các cái loại hình bảo hiểm và nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta sẽ có ba cái loại hình bảo hiểm đúng không ạ? Đó là bảo hiểm liên quan bảo hiểm nhân thọ nè, bảo hiểm phi nhân thọ nè, bảo hiểm sức khỏe. Thì trong cái ba cái loại hình bảo hiểm này sẽ có một cái câu hoặc là rất là nhiều một số cái câu hỏi liên quan đến loại hình bảo hiểm này nha các anh chị. Cho nên các anh chị lưu ý giúp Đại được không ạ? Chúng ta nhớ luôn, đối với các loại hình bảo hiểm thì chúng ta có ba cái loại hình bảo hiểm, đó là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Cho dù Bộ Tài chính có ra câu hỏi lắc léo như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta nhớ ba cái loại hình thì chúng ta không trả lời sai ha. Thế thì đối với cái nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ thì các anh chị lưu ý giúp Đại một cái vấn đề, đó là đối với bảo hiểm nhân thọ thì các anh chị cũng đã biết rồi, thì bảo hiểm tính mạng của cái người được bảo hiểm đó, nhân thọ mà nhân thọ liên quan đến con người đúng không, thì bảo hiểm liên quan đến tính mạng của người được bảo hiểm đấy. Thì những cái từ ngữ mà chúng tôi ở trên đây á, đã tô đậm
hoặc là tô những cái màu sắc khác nhau, thì các anh chị lưu ý ha, mình nắm những cái thuật ngữ này để khi vào thi Bộ Tài chính có hỏi như thế nào chăng nữa thì mình nắm được bản chất thì mình sẽ trả lời được luôn. Thì đối với cái bảo hiểm nhân thọ thì các anh chị lưu ý, trong trường hợp mà khách hàng sống hoặc là khách hàng chết đều được bảo hiểm hết, được chưa? Tức là cái người được bảo hiểm sống hoặc là chết thì trong cái nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ này đều được bảo hiểm. Cho nên các anh chị lưu ý một số cái từ ngữ mà chúng tôi đã gạch dưới, hoặc là những cái từ ngữ mà chúng tôi bôi đen ha, thì các anh chị nắm những cái trường hợp đó thôi. Thì đó chính là cái nghiệp vụ về bảo hiểm nhân thọ. Ôm lại cho các anh chị nhớ lại những cái kiến thức này ha. Thế thì ở đây các anh chị nào nhớ liên quan đến cái nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, mình có mấy cái loại hình bảo hiểm không nhỉ? Các anh chị còn nhớ không? Các anh chị nào nhớ thì mình gõ lên cái ô chat giúp Đại thôi. Mình có mấy cái loại hình nghiệp vụ nhỉ? Mà các anh chị đã học trong trên LMS rồi đấy. Có mấy à? Có 5, 26, 27, 28. Cái loại hình bảo hiểm truyền thống mà các anh chị thường hay nghe tới đó. Đâu, các anh chị gõ lên ô chat giúp lại để các anh chị nhớ có bao nhiêu loại hình nghiệp vụ này. Tại vì ngày hôm nay chúng ta ôn lại thôi mà, đúng không? Chứ đâu phải là chúng ta học cái gì liên quan đến kiến thức mới nhiều đâu. Đó, các anh chị gõ lên ô chat giúp lại ha. Để xem được các anh chị còn nhớ là có mấy cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm mà các anh chị đã được học trên LMS không ạ? Anh Hà nè, chị nữ nè, rồi anh nào không đổi tên là 02 phòng giao dịch bà Chiểu nha. Anh vui lòng đổi tên ha, các bạn vui lòng đổi tên để được ghi nhận điểm danh ha các anh chị. Các anh chị cho Đại biết là chúng ta đã học rồi có bao nhiêu loại hình bảo hiểm nghiệp vụ về bảo hiểm nhân thọ mà chúng ta đã học trong LMS rồi nha. Có bao nhiêu nha? Có 6 hay có 7 hay là có 8 loại hình? Rồi, cảm ơn anh Nam Phương ha, có 7 cái loại hình bảo hiểm, rất là chính xác, đúng rồi ạ. Các anh chị trả lời được 7 điểm, 7 cái loại hình bảo hiểm này thì Đại nghĩ là chúng ta khả năng thi đậu rất là cao ha. Tại vì chúng ta nhớ, thì trên màn hình các anh chị thấy là chúng ta đang có 7 cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, đúng không ạ? 7 loại hình, từ bảo hiểm sinh kỳ này, tử kỳ này, hỗn hợp này, trả tiền định kỳ này, rồi bảo hiểm trọn đời này, bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm hưu trí. Thì ở đây các anh chị thấy á, sinh kỳ, mình chỉ cần mình nhớ ha, sinh kỳ tức là sinh tức là sống, đúng không ạ? Mình ôm lại nè, sinh kỳ tức là sinh tức là sống, tức là sống đến khi nào? Sống đến cái kỳ hạn nhất định. Mình chỉ cần nhớ ha, sinh kỳ nè, nhớ hai thuật ngữ này nè các anh chị, sinh kỳ nè, được không? Thì chữ sinh á, có nghĩa là sống. Đại đang giúp cho mình có một cách để chúng ta nhớ ha, nhớ và chúng ta không cần phải học gì cả mà chúng ta vẫn nhớ. Đó là gì? Thứ nhất, bảo hiểm sinh kỳ thì sinh tức là sống, kỳ tức là gì ạ? Kỳ tức là kỳ hạn, đúng không? Sinh là sống, kỳ tức là kỳ hạn. Cho nên các anh chị thấy á, là người được bảo hiểm sống đến một cái thời hạn nào đó, một cái kỳ hạn nào đó, thì cái người được bảo hiểm đó, khách hàng sẽ được nhận cái quyền lợi về bảo hiểm của mình. Được không? Tức là bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm đó. Thì đó chính là cái đầu đầu tiên liên quan đến sinh kỳ mà mình nhớ ha, mình không cần phải học ha. Còn tử kỳ thì sao ạ? Tử kỳ thì cái tương tự như chúng ta hồi nãy thôi. Đúng không? Tử tức là gì ạ? Tử tức là chết, đúng không? Là tử vong. Kỳ tức là gì? Kỳ tức là kỳ hạn. Mà người được bảo hiểm là gì? Chết trong cái thời hạn đó. Nhớ ha, sinh kỳ thì người được bảo hiểm là sống đến cái thời hạn thì được chi trả. Còn tử kỳ là chết trong cái thời hạn đó. Được không ạ? Cho nên các anh chị lưu ý giúp Đại ha. Lưu ý giúp Đại. Thế thì đối với bảo hiểm tử kỳ này nè, là không có yếu tố tiết kiệm nha các anh chị. Không có yếu tố tiết kiệm. Và cái sản phẩm bảo hiểm tử kỳ này hay áp dụng trong trường hợp mà khách hàng đi vay á, rất là quen thuộc đối với các anh chị, đúng không? Nghiệp vụ vay của các anh chị á. Đó, khách hàng đi vay thì khách hàng có thể sử dụng cái sản phẩm bảo hiểm tử kỳ này. Thì đó chính là một số cái lưu ý liên quan đến cái việc mà chúng ta nhớ lại về sản phẩm sinh kỳ và tử kỳ để chúng ta không có quên ha. Còn đối với sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp á, thì các anh chị còn nhớ sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp thực chất ở đây á, là nó bao gồm sản phẩm bảo hiểm gì và sản phẩm bảo hiểm gì, đúng không ạ? Các anh chị có thể gõ lên cái ô chat giúp Đại ha. Hỗn hợp ở đây các anh chị còn nhớ là bao gồm những cái sản phẩm gì cộng với sản phẩm gì không?
Đúng rồi, rất là chính xác ha. Rồi, chị Mã Như Ý trả lời sinh kỳ và tử kỳ, hoàn toàn chính xác. Chị Lê Thị Kim Trang thì nói là sinh và tử, rất ngắn gọn và súc tích, cũng rất là chính xác ha. Được không ạ? Rất là chính xác luôn, đó là bảo hiểm hỗn hợp thì bao gồm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Tức là anh sống đến cái thời hạn đó thì anh cũng nhận được quyền lợi, hoặc là anh chết trong cái thời hạn bảo hiểm đó thì anh cũng nhận được quyền lợi, thì đó là bảo hiểm hỗn hợp. Đúng không? Tuy nhiên trong cái bảo hiểm hỗn hợp này thì các anh chị thấy có một điều rất là hay, rất là hay, đó là gì? Đó là khách hàng vừa được bảo vệ và vừa được tiết kiệm luôn. Vừa bảo vệ và vừa được tiết kiệm luôn. Và đối với sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp này thì các anh chị thấy là họ đã có cái giá trị hoàn lại rồi, họ đã có giá trị hoàn lại rồi, và đương nhiên là họ có vừa có yếu tố về tiết kiệm nữa, cho nên là có chia lãi và hoặc là không chia lãi, tùy vào trong cái hợp đồng bảo hiểm của mình ha. Thì đó chính là ba cái loại hình bảo hiểm đầu tiên mà các anh chị vừa mới theo dõi, cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Thế thì cho đại hỏi các anh chị một câu ha. Nếu như người được bảo hiểm tử vong trước cái thời hạn hợp đồng đó ha, tử vong trước cái thời hạn hợp đồng đó hoặc là trong cái thời hạn hợp đồng đó thì doanh nghiệp bảo hiểm có chi trả quyền lợi không? Nhớ ha, bảo hiểm sinh kỳ ha, trong bảo hiểm sinh kỳ nếu như người được bảo hiểm tử vong trước hoặc là trong cái hợp đồng bảo hiểm đó thì doanh nghiệp bảo hiểm có chi trả quyền lợi không? Rồi, cảm ơn chị Kim Trang, rất là tuyệt vời ha, trả lời rất là nhanh chóng. Đúng rồi, chính xác ha, thì không có chi trả, chỉ trường hợp là sống đến cái thời hạn đó thì mình mới chi trả, được không? Thì đó là ba cái loại hình nghiệp vụ đầu tiên mà đã chia sẻ với chúng ta. Chúng ta nhớ trên lớp luôn, là về nhà chúng ta không cần phải học nữa ha. Một cái loại hình nghiệp vụ thứ tư, nghiệp vụ thứ tư này nó cũng khá là đơn giản, nó cũng 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 tương đối giống như là nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ vậy các anh chị, chỉ có điều là nó khác ở chỗ là gì, nó có chữ định kỳ thôi, chữ định kỳ thôi. Thì ở đây các anh chị thấy á, nếu như người bảo hiểm mà tham người khách hàng á, mà tham gia cái sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ này này thì họ vẫn sống ha, người được bảo hiểm vẫn sống đến một cái thời hạn nhất định, nó giống như sinh kỳ, tức là người được bảo hiểm vẫn phải sống đến một cái thời hạn nhất định nào đó trong cái hợp đồng. Nhưng mà lúc này này, khi mà người được bảo hiểm sống đến cái thời hạn nhất định đó thì doanh nghiệp bảo hiểm lúc này trả cái gì cho khách hàng, trả cái gì cho khách hàng vậy? Trả cái gì cho khách hàng các anh chị gọi lên vô chat giúp đại coi. Đó. Sinh kỳ thì người được bảo hiểm sống đến thời hạn thì theo thỏa thuận hợp đồng thì anh trả đúng không? Nhưng mà đối với trả tiền định kỳ á, thì người được bảo hiểm mà sống đến cái thời hạn nhất định quy định trong cái thời hạn trong cái hợp đồng đó thì doanh nghiệp bảo hiểm được, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả cái gì các anh chị nhỉ? Chi trả cái gì ạ? Trả tiền định kỳ, hoàn toàn chính xác ha, hoàn toàn chính xác, được ha, cho cái người thụ hưởng theo thỏa thuận trong cái hợp đồng đó. Rồi thì đó đến là cái nghiệp vụ bảo hiểm thứ tư. Chúng ta đi cũng rất là nhanh chóng ha, các anh chị để thấy là các anh chị đang nắm kiến thức khá là vững đó. Rồi một cái nghiệp vụ bảo hiểm trọn đời nữa, nói đó trọn đời thì các anh chị cũng đã hình dung ra được đúng không? Trọn đời tức là tôi bảo vệ hết, bảo vệ toàn bộ trong suốt quá trình cuộc đời, trong trong suốt cuộc đời của anh luôn đó. Tức là người được bảo hiểm mà chết vào bất kỳ một cái thời điểm nào trong suốt cuộc đời thì đều được chi trả quyền lợi bảo hiểm này, nhớ ha. Bảo hiểm trọn đời tức là người được bảo hiểm chết trong bất kỳ một cái thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời của họ thì họ đều được chi trả quyền lợi bảo hiểm. Thì đó là bảo hiểm trọn đời ha. Còn đối với cái nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư á, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư á, thì đại nghĩ các anh chị cũng quá là quen rồi đúng không? Các anh chị còn nhớ là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư á, thì bao gồm cái nghiệp vụ gì cộng với nghiệp vụ gì không các anh chị nhỉ? Các anh chị nhớ không? Đầu tư là bao gồm nghiệp vụ gì với nghiệp vụ gì ạ? Chung và đơn vị. Rồi, hoàn toàn chính xác đúng không? Các anh chị nói chung và đơn vị thì chúng ta là ngành nghề với nhau thôi, nói là hiểu rồi đúng không? Bao gồm có liên kết chung và liên kết đơn vị, hoàn toàn chính xác luôn. Bây giờ mình nói sâu thêm một chút xíu liên kết chung và liên kết đơn vị ha. Thế thì cái liên kết chung á, theo các anh chị á, thì cái sản phẩm này có bao nhiêu quỹ? Bao nhiêu quỹ liên kết chung nhỉ? Có bao nhiêu quỹ ạ? Mình hiểu sâu thêm một chút xíu ha. Có bao nhiêu quỹ nè, có một hay là nhiều quỹ đối với sản phẩm liên kết chung ha? Theo các anh chị thì sản phẩm liên kết chung thì có bao nhiêu quỹ, có một hay là nhiều? Các anh chị cứ mạnh dạn gọi lên ô chat ha, không sao cả ha. Đúng,
À, cũng được mà sai cũng không sao, tại vì sai thì mình sẽ nhớ lâu, tại vì ngày hôm nay chúng ta chỉ ôn tập thôi ha, chứ chúng ta chưa có thi. Chừng nào mà thi mà sai thì mới mệt thôi. Đấy. Theo các anh chị là đối với sản phẩm liên kết chung á, thì có mấy cái quỹ liên kết chung, một hay là nhiều quỹ liên kết chung? Mấy ạ? À, Đại đang đợi cái câu hỏi của các anh chị nha. Anh Hà nè, chị Ngọc Nữ nè, các anh chị, theo các anh chị thì mình sẽ có mấy quỹ liên kết chung các anh chị nhỉ? Theo chị Kim Trang thì mình sẽ có mấy quỹ liên kết chung ạ? À? À, nhiều quỹ liên kết chung. Cảm ơn chị Kim Trang. Còn các anh chị Sát thì sao? Ok, này các anh chị à, phân biệt rất là rõ ha. Đối với cái sản phẩm liên kết đầu tư á, thì mình đã thống nhất, mình đã nói chuyện với nhau đó, là mình sẽ có hai cái sản phẩm, hai cái loại hình sản phẩm. Thứ nhất á, là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Được không? Bảo hiểm liên kết chung á, thì chúng ta sẽ có một cái quỹ liên kết chung thôi, à, một cái quỹ thôi. Thì trong cái quỹ này này, khách hàng sẽ được đem đi đầu tư đúng không ạ? Và khách hàng sẽ được đảm bảo một cái một cái lãi suất cam kết cho khách hàng, tức là không, mình sẽ không trả thấp hơn cái lãi suất cam kết đó của khách hàng, được không? Còn đối với bảo hiểm liên kết đơn vị á, thì các anh chị lưu ý á, bảo hiểm liên kết đơn vị thì chúng ta có nhiều quỹ cho khách hàng lựa chọn, nhiều quỹ vẫn đem đi đầu tư nha. Đối với hai cái quỹ liên kết chung hay liên kết đơn vị đều đem đi đầu tư hết, nhưng mà quỹ liên kết đơn vị chúng ta sẽ có nhiều quỹ để cho khách hàng lựa chọn. Và lưu ý là gì, nó khác đối với cái sản phẩm liên kết chung, thêm một cái đặc điểm đó là gì, đó là chúng ta sẽ không có cái lãi suất cam kết cho khách hàng. Tức là gì, nếu như mà trong quá trình đem đi đầu tư mà lãi suất tăng lên, tức là cái lợi nhuận của khách hàng tăng lên thì khách hàng được hưởng hết, được chưa? Nhưng nếu như khách hàng bị lỗ thì khách hàng phải là người chịu trách nhiệm, cho nên là chúng ta phải lưu ý cái điều này liên quan đến bảo hiểm liên kết chung hoặc là bảo hiểm liên kết đơn vị ha. Thì đối với Hanwha Life Việt Nam á, đều có hai cái sản phẩm liên quan đến liên kết chung và liên quan đến liên kết đơn vị luôn. Thì các anh chị cũng đã được học cái sản phẩm, một cái sản phẩm đầu tiên rồi của Hanwha Life Việt Nam rồi đúng không ạ? Đó là An Khang Tài Lộc. Thì các anh chị biết là đó là cái sản phẩm liên kết chung, và trong quá trình mà chúng ta bán cho khách hàng thì cái này các anh chị có thể tham gia thêm một cái sản phẩm nữa liên kết, đối với cái sản phẩm liên kết đơn vị thì các anh chị có thể chia sẻ cho khách hàng nhiều hơn ha. Thì cái câu chuyện mà sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam thì chúng ta sẽ nói sau. Thì đó chính là liên quan đến bảo hiểm liên kết đầu tư, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đến một cái loại hình nghiệp vụ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nữa, đó là bảo hiểm hưu trí. Bảo hiểm hưu trí á, thì các anh chị nhớ là có một số cái, nó có rất là nhiều thông tin trong đấy, nhưng mà có một số cái thông tin mà có trong cái đề thi của Bộ Tài chính thì đã nhấn mạnh cho các anh chị luôn. Đó là đối với bảo hiểm hưu trí này nè, thì cái quyền lợi của khách hàng á, nó tối thiểu á, thì phải đáp ứng liên quan đến quyền lợi về tử vong nè, quyền lợi về thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nè, hoặc là quyền lợi liên quan đến trợ cấp mai táng. Thì đây chính là ba cái quyền lợi tối thiểu mà trong cái hợp đồng bảo hiểm hưu trí cần phải có. Cho nên các anh chị lưu ý cái điều này ha, nhớ cái chữ tối thiểu giúp đại ha, nhớ từ tối thiểu giúp đại. Rồi, đối với bảo hiểm hưu trí nó có một cái phần mà Bộ Tài chính cũng đưa ra câu hỏi luôn, đó là nếu như cái người được bảo hiểm mà mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là suy giảm cái khả năng lao động từ 61% trở lên, thì cái người thì cái khách hàng đó thì được quyền rút trước cái giá trị tài khoản, được ha, rút trước một cái giá trị tài khoản. Thì nếu có thời gian thì các anh chị, chúng ta sẽ làm luôn, còn nếu không thì các anh chị sẽ làm những cái câu hỏi, trong cái bộ đề cương mà chúng tôi đã gửi cho các anh chị ha, để chúng ta
có thể là làm được nhiều câu hỏi nó liên quan đến vấn đề này hơn. Thì đó chính là liên quan đến 7 cái loại hình bảo hiểm và 7 cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ mà các anh chị đã trải qua và chúng ta cũng vừa mới ôn tập xong. Các anh chị có hỏi gì liên quan đến các cái thông tin về 7 loại hình nghiệp vụ này không ạ? Nếu không có thì mình làm một số câu hỏi ha các anh chị ha. Trong cái bộ ôn tập của các anh chị á, sẽ có trong cái phần này sẽ có hai cái gọi là chủ đề để cho các anh chị làm ha. Một chủ đề đầu tiên đó là gồm 11 câu liên quan đến bảo hiểm nhân thọ. Thì bây giờ mình làm trước một vài câu ha, nếu có thời gian thì mình làm hết rồi, còn nếu không thì mình làm trước một vài câu. Rồi các anh chị làm giúp trở lại là câu số 1 này, các anh chị trả lời chọn đáp án nào ạ? Mình vừa mới học xong ha. Đáp án B. Quá nhanh nữa ha, quá nhanh. Rồi. Hoàn toàn chính xác ha, đáp án B, không có gì sai hết. Rồi câu số 2 ạ. Để chốt lại câu số 2 ha. Mình chọn đáp án gì đây ạ? Đáp án D. Đề. À, lớp mình làm khá nhanh nha. Khá là giỏi nha. Hy vọng là với tinh thần này thì các anh chị sẽ thi đậu hết 100% đây. Rồi, hoàn toàn chính xác không ạ? Các anh chị lưu ý ha, đối với bảo hiểm nhân thọ thì loại hình bảo hiểm cho cái trường hợp là tính mạng của người được bảo hiểm. Đúng không ạ? Chứ không phải là tuổi thọ. Mình đã học rồi, liên quan đến tính mạng của cái người được bảo hiểm đấy. À, đây nốt lại cho các anh chị nè. Các anh chị thấy không ạ? À, đây. Đây là trường hợp mà bảo hiểm liên quan đến tính mạng của người được bảo hiểm. Ok không? Các anh chị có thể chụp lại cái màn hình này hoặc là các anh chị có thể ghi chép lại ha. Và tốt nhất nên ghi chép lại vì chụp hình đôi khi về chúng ta không có coi đâu. Được không ạ? Cho nên chúng ta có thể ghi chép lại liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, liên quan đến tính mạng của người được bảo hiểm. Hoặc là trong trường hợp là người được bảo hiểm sống hoặc là chết. Được không ạ? Cho nên các anh chị lưu ý trong trường hợp này, nếu đề thi mà có thêm câu hỏi liên quan đến sống hoặc là chết nữa thì chúng ta cũng trả lời luôn. Ok ha. Rồi chúng ta lưu ý ha, lưu ý giúp Đại ha. Nhớ đừng có lẫn lộn với các cái loại hình bảo hiểm khác. Rồi câu số 3. Câu số 3 các anh chị đang chọn cho A, trả lời A rất là nhiều ha. Các anh chị lưu ý là câu số 2 là các anh chị nốt lại giúp Đại ha. Câu số 3 là theo luật kinh doanh bảo hiểm, loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc là chết. Rồi, vừa mới nhắc xong đúng không? Vừa mới nhắc xong luôn. Thì để xem nữa coi, chính xác luôn ha. Các anh chị chọn đáp án A là hoàn toàn chính xác rồi. Đó là trường hợp liên quan đến bảo hiểm nhân thọ. Được không ạ? Nhớ giúp lại là đối với loại hình bảo hiểm thì có ba cái loại hình bảo hiểm: nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe, đúng không? Nhân thọ của chúng ta, sức khỏe chút nữa chúng ta nói sau. Nhân thọ thì bảo vệ liên quan đến người được bảo hiểm là gì? Liên quan đến tính mạng của người được bảo hiểm, hoặc là trong trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc là chết. Nhớ ha. Được ạ. Như vậy là chúng ta làm ba câu hỏi này là chúng ta nhớ hết toàn bộ những cái khái niệm mà nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau rồi đó các anh chị. Để xem thử coi các anh chị làm câu hỏi thứ tư thử coi là chúng ta trả lời đúng hay không nha. À, câu hỏi này hơi nâng cao một chút xíu nữa ha. Rồi câu hỏi số 4, các anh chị chọn đáp án A, B, C hay D ạ? Đại vừa mới chốt lại câu số 4 ha. Các anh chị cứ bình tĩnh mà đọc thôi ha. Vô thi á, mình cứ bình tĩnh mình đọc, mình đừng có vội vàng gì cả. À, những câu hỏi nào mình dễ mình trả lời trước, những câu hỏi nào mình khó mình trả lời sau. Và đôi khi vô thi á, Bộ Tài chính sẽ gài các anh chị câu hỏi mình đọc gì á, nhưng mà mình đọc quá nhanh hoặc là mình trả lời quá vội đôi khi là sai, cho nên mình cứ đọc từ từ, mình nghi ngẫm ha, tại vì mình có 60 phút là, cho nên là mình cũng không có sợ về mặt thời gian đâu. Ở đây Đại đã thấy một số anh chị đưa ra quyết định đó là chọn đáp án A rồi.
À, chọn đáp án A ha. Còn các anh chị khác thì sao? Rồi, đáp án của chúng ta là đáp án A và B, tức là chúng ta chọn đáp án D được không ạ? Hãy nhớ là gì? Đây là một cái câu hỏi mà Bộ Tài chính có thể cho ra và cho ra rất là thường xuyên. Cho nên các anh chị lưu ý ha, đối với bảo hiểm nhân thọ mà có tham gia chi lãi á, thì nó có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là cái chủ cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó đó, được không ạ? Khi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ mà có tham gia chi lãi này nè, thì nhận được là không thấp hơn 70% tổng số lãi thu được. Đúng không? Tuy nhiên là đối với cái trường hợp mà chi trả cái quyền lợi cho khách hàng á, thì lúc này có thể thực hiện với cái trường hợp là chi trả bằng tiền mặt cho chủ hợp đồng. Đúng không? Trả bảo tức tích lũy hoặc là gia tăng cái số tiền bảo hiểm nó lên cho khách hàng để khách hàng được bảo vệ nhiều hơn. Đó. Bây giờ mình làm thử một cái câu hỏi nữa ha, câu hỏi số 5 trước khi mình qua cái chủ đề mới, được không? Đáp án A. Rồi, để thấy các anh chị ở đây cũng đang quyết định chọn đáp án A. Rồi, đáp án A là hoàn toàn chính xác ha. Các anh chị chọn đúng rồi. Đấy. Còn nếu như các anh chị nào muốn hỏi gì thêm thì chúng ta sẽ cứ hỏi ha. Thì các anh chị thấy là đối với cái phần đầu tiên mà chúng ta có 11 câu hỏi thì chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi rồi đúng không? 5 câu hỏi rồi. À, các anh chị có muốn giải bài tập tiếp không? Liên quan đến phần này không? Nếu như các anh chị mà muốn giải được bài tập tiếp liên quan đến phần này thì các anh chị gõ lên cái trên cái ô chat số số 2 đi, số 2 giúp Đại đi để Đại biết là các anh chị muốn làm bài tập tiếp, còn nếu không thì chúng ta sẽ qua rồi làm bài tiếp tiếp liên quan đến phần này đúng không? Rồi các anh chị làm giúp Đại câu số 6 nữa kìa. Đây chính là một số câu hỏi nâng cao hơn các anh chị. Đấy, thì các anh chị nhớ luôn ha, nhớ hoặc là chúng ta sẽ làm đi làm lại thì chúng ta sẽ không quên được. Vô thi thì chúng ta sẽ thi nhanh thôi. Đấy. Đối với câu hỏi này thì các anh chị cứ đọc ha, các anh chị cứ đọc, cứ bình tĩnh trả lời, không có gì vội cả. Quyền lợi miễn thu phí khi bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ bệnh viện là quyền lợi bảo hiểm. À, nhớ là miễn thu phí nha. Tức là khách hàng là gì, không cần phải đóng phí nữa vẫn được bảo vệ đúng không, gọi là miễn thu phí. Thế thì trong trường hợp mà khách hàng được miễn thu phí như vậy á thì khách hàng sẽ có những cái quyền lợi gì và doanh nghiệp bảo hiểm phải có những cái nghĩa vụ gì đúng không? Các anh chị ở đây đã thấy là các anh chị đang chọn đáp án A. À, các anh chị đang chọn đáp án A, một số các anh chị đang chọn đáp án D đúng không? Thì bây giờ đáp án của chúng ta là đáp án A đúng không? Tức là à, khi mà anh được cái quyền lợi cái miễn thu phí này là doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận cái quyền lợi này cho anh á, thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thay cho bên mua bảo hiểm nộp một cái khoản phí đến hạn. Đó ha. Tại vì theo quy định rất rõ trong hợp đồng rồi, lúc này bên mua bảo hiểm không cần phải nộp nữa mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là thay cho bên mua bảo hiểm để nộp những cái khoản phí đến hạn ha. Rồi. Thì đó chính là liên quan đến câu hỏi thứ 6, mình làm câu hỏi số 7 ha. Đáp án D, để thấy có một số anh chị đang chọn đáp án D. Lại miễn thu phí nữa.
Rồi các anh chị chọn đáp án là D là đúng rồi đó, đúng không? Tức là bên mua bảo hiểm á sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm là thay cái bên mua bảo hiểm đóng phí đúng không, và trong quá trình đấy thì cái hợp đồng bảo hiểm đó vẫn còn hiệu lực đó ha, và cái người được bảo hiểm đấy vẫn được bảo vệ đó ha. Ok, thì đó chính là liên quan đến một số câu hỏi liên quan đến cái phần đầu tiên ha, và chúng ta đã còn bốn câu hỏi nữa thì các anh chị về nhà, về các anh chị chúng ta sẽ làm thêm ha các anh chị ha. Bây giờ chúng ta đi đi qua các cái câu hỏi của phần thứ hai liên quan đến các cái nghiệp vụ và bảy cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ mà hồi nãy chúng ta đang nói chuyện với nhau á, được không ạ? Thì đối với trường hợp này chúng ta sẽ có 25 câu, 25 câu, được chưa? Thì các anh chị cứ làm hết trong 25 câu đó thì bất kỳ câu hỏi nào của Bộ Tài chính á, chúng ta ra thì chúng ta cũng vẫn không sợ, đúng không? Chúng ta có thể là trả lời được hết. Bây giờ mình sẽ đi đến câu hỏi đầu tiên liên quan đến bảy cái loại hình nghiệp, bảy bảy cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ha. Rồi câu số 1 thì các anh chị. Các anh chị rất là nhanh chóng ha, chúng ta chọn đáp án B. À, rồi nghiệp vụ bảo hiểm gì mà khách hàng nữa ha, mà khách hàng là người được bảo hiểm như thế nào đây, sống đến cái ngày đáo hạn luôn đúng không, à tức là thời hạn là 55 thì chúng ta biết ngay đó không phải là tự kỳ rồi đúng không ạ, nó không phải là tự kỳ rồi, à nói là sinh kỳ nhưng mà đây là sinh kỳ gì đúng không, sinh kỳ trả tiền định kỳ hay là sinh kỳ không hay là trả tiền định kỳ đúng không, thì ở đây các anh chị chọn đáp án B là hoàn toàn chính xác rồi. Rồi câu số 2 đi các anh chị. Vẫn là sinh kỳ ha. Nhớ là gì? Sinh hồi nãy đã có chia sẻ ha. Sinh tức là sống, kỳ tức là kỳ hạn, tức là anh sống đến cái kỳ hạn đó thì tôi sẽ chi trả. Đúng không? À, nhớ vậy thôi. Đáp án D rất là nhanh chóng ha, hoàn toàn chính xác luôn. Rồi câu số 3 các anh chị chọn cái nào đây, tử kỳ, sinh kỳ hay là hỗn hợp? Nhớ sinh là sống mà tử, à, tử kỳ tử là chết đấy, chết trong cái kỳ hạn đó đúng không, thì cái này coi có phải là tử kỳ không hay là vẫn là sinh kỳ hay là nó là trường hợp hỗn hợp. Rồi các anh chị cũng rất là nhanh chóng, mình chọn đáp án D đúng không, cả A B C đều sai hả? Đáp án D A B C đều sai, để xem thử coi là ai sai ha. Đáp án của ta là sinh kỳ ha các anh chị xem này, ông Nga tham gia cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn đến 60 tuổi, công ty bảo hiểm sẽ chi trả bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu ông A vẫn sống đến 60 tuổi mà các anh chị, tức là ông đó vẫn sống đến 60 tuổi đến cái thời hạn đó đúng không ạ, à, thì đó là sinh kỳ thôi các anh chị lưu ý ha. Đúng không ạ? Rồi mình sẽ làm một số câu hỏi liên quan đến một số câu hỏi khác ha. Rồi câu hỏi số 6 đi các anh chị. Câu hỏi số 6 ha. Câu hỏi số 6 là sản phẩm bảo hiểm cho nhóm người vay của tổ chức tín dụng là sản phẩm gì? Hồi nãy đại có nói ha, đại có nói, đại có nhấn mạnh với chúng ta đấy. Đấy. Riêng đối với lĩnh vực liên quan đến ngân hàng của chúng ta thì khi mà khách hàng mà vay cái gói vay của chúng ta ha, vay mua nhà, vay mua ô tô, vân tất cả mọi thứ ha, thì khách hàng nên sử dụng cái gói sản phẩm gì đây, sinh kỳ, tự kỳ, hưu trí, liên kết đầu tư hay là sản phẩm gì? Các anh chị đang chọn đáp án A, một số anh chị đang chọn đáp án C, đúng không ạ? Rồi xin chúc mừng các anh chị chọn đáp án A ha, được không ạ? Tự kỳ thì chúng ta nhớ như thế này nè, chúng ta nhớ như thế này để chúng ta dễ nè, một anh A nào đó anh vay cái hợp đồng bảo hiểm để mua mỗi căn nhà thì giá là 2 tỷ đúng không, 2 tỷ, thế thì lỡ như anh A mà anh tử vong, lỡ như anh A mà anh tử vong thì ai sẽ là người thay anh A để chi trả của ngôi nhà đấy đúng không ạ, cho nên là trong trường hợp này khách hàng sẽ tham gia cái hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, lỡ như trong trường hợp mà khách hàng A đó tử vong thì với cái số tiền bảo hiểm là 2 tỷ đã mua cái hợp đồng bảo hiểm tử kỳ trước đó thì anh A sẽ lấy cái số tiền đó đi chi trả cho ngân hàng, thì cái ngôi nhà đó vẫn thuộc quyền, thì lúc đó là gia đình của anh A vẫn còn sở hữu ngôi nhà đó
bình thường đúng không? Cho nên các anh chị lưu ý ha, đối với tự kỳ chúng ta thì liên quan đến hợp đồng vay mình nhớ luôn đi các anh chị, mình nhớ luôn đi ha, mình không quên được không ạ? Đây đây chính là một cái phần, một cái yếu tố để giúp cho các anh chị sau này chúng ta tư vấn cho khách hàng rồi đó, đúng không? Thì đó chính là liên quan đến cái tự kỳ ha. Bây giờ các anh chị làm câu 7 giúp đại đi coi. Định nghĩa về tự kỳ một chút xíu ha các anh chị. Rồi các anh chị cũng rất là nhanh chóng ha, đưa đáp án C. Để xem còn các anh chị nào khác không? C, C. Tử kỳ thì mình nãy nãy mình nói rồi đúng không? Tử là chết, còn kỳ đó là trong cái kỳ hạn đó, tức là anh chết trong cái kỳ hạn đó thì tôi chi trả cho anh. Vậy thôi. À thì đáp án C là không thể nào sai được rồi. Đấy. Rồi mình nhắm vững cái đó là được rồi ha. Rồi câu số 8. Câu số 8 ha. D. Các anh chị rất là nhanh chóng ha, chọn đáp án D. Rồi, hoàn toàn chính xác rồi. Như vậy là chúng ta đã nắm vững về các cái kiến thức liên quan đến cái sản phẩm sinh kỳ, tự kỳ, hỗn hợp rồi đúng không? À, rất là nhiều kiến thức rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái câu hỏi nữa, câu hỏi số 10 để các anh chị làm nhanh giúp đại coi. Câu hỏi số 10. Đọc kỹ ha các anh chị ha. Câu này là câu lừa của Bộ Tài chính đó. Đúng không? Câu này là câu lừa của Bộ Tài chính đấy. Chúng ta nắm chắc về về kiến thức thì chúng ta sẽ không sợ ha. Rồi các anh chị chọn đáp án D, rất là nhanh chóng, rồi chính xác luôn đáp án D. Đợi ha. Bây giờ mình sẽ đi đến cái sản phẩm hỗn hợp nè. Theo các anh chị chọn đáp án nào? Sản phẩm hỗn hợp mà mình đã nắm chắc về sinh kỳ và tử kỳ rồi thì sản phẩm hỗn hợp mình sẽ không sợ, được ha. Rất là nhanh chóng ha, các anh chị chọn đáp án A đúng không? À, đáp án A, rồi hoàn toàn chính xác ha. Câu số 12 các anh chị. Câu số 12 ha. Đáp án B, rất là nhanh chóng luôn. Cơ bộ là các anh chị thấy cái tốc độ mà các anh chị đọc hơi bị nhanh nha. À, rất là tốt ha. Đáp án B. Rồi, đáp án của chúng ta là đáp án D ha các anh chị ha. Nhớ là gì? Đối với cái sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp của chúng ta thì hồi nãy chúng ta nói rồi. Một á, là có tham gia chia lãi hoặc là không. Đương nhiên sản phẩm hỗn hợp thì có yếu tố tiết kiệm cho nên là ra phần là nó sẽ có cái giá trị hoàn lại đó ha. Hay có hai yếu tố bảo vệ để tiết kiệm luôn cho khách hàng luôn. Đúng không ạ? À, thế thì đối với sản phẩm hỗn hợp thì nó bao gồm luôn là sản phẩm tự kỳ và sản phẩm sinh kỳ đúng không? À, cho nên là sinh kỳ tức là gì, anh sống đến một cái thời hạn nhất định nào đó thì tôi chi trả, hoặc là tự kỳ tức là anh chết trong cái hợp đồng, trong cái thời hạn hợp đồng đó tôi vẫn chi trả. Thì đó là trong trường hợp này chúng ta chọn đáp án D ha, cả A, B, C đều đúng, được không ạ? Như vậy là chúng ta làm câu 12 này thì chúng ta nhớ toàn bộ cái định nghĩa liên quan đến cái sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp luôn ha anh chị. Ok chưa? Rồi mình nắm chắc rồi ha, đó là ba cái sản phẩm đầu tiên liên quan đến sinh kỳ, tử kỳ và bảo hiểm hỗn hợp, được ha. Bây giờ các anh chị làm giúp đại liên quan đến một cái câu hỏi 13 để mình chốt lại nè, mình chốt lại được coi những cái gì mà mình đã học liên quan đến sinh kỳ, tử kỳ, hỗn hợp ha. Ở đây nó thêm một cái là trọn đời nữa. Đó, trọn đời thì trọn đời tức là gì? Tức là hồi nãy mình nói rồi đúng không? Khách hàng tử vong đúng không? Tử vong khi nào? Đó. Thì bây giờ mình làm câu số 13 thôi coi. Nhưng rồi, câu số 13 có anh chị chọn đáp án A, có anh chị chọn đáp án B hả? À, nhớ ha, mình đọc cho kỹ ha. Các anh chị lưu ý là mình đọc cho kỹ được không ạ? À, đại thấy là các anh chị tốc độ các anh chị đọc khá là nhanh, khá là tốt, đúng không? Khá là tốt. Tuy nhiên mình đọc cho kỹ giúp đại ha. Rồi, đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác ha.
Đúng không? Câu số 14 đi các anh chị. Rồi, câu này thì mình nhắc lại thôi ha. Là câu số 15 chuyển qua một cái loại hình nghiệp vụ mới, được không ạ? Loại hình nghiệp vụ mới. Rất là nhanh chóng. Các anh chị chọn đáp án B đúng không? À, chọn đời. À, chọn đời thì là tử vong. Tử vong như thế nào đúng không ạ? Tử vong, chọn đời tức là bảo vệ chọn cuộc đời của họ từ lúc mà cho đến khi nào họ họ chết thì thôi, đúng không? Thì ở đây là họ tử vong trong bất kỳ một thời điểm nào trong cuộc đời thì mình sẽ chi trả quyền lợi. Các anh chị chọn đáp án B là hoàn toàn chính xác rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đến một câu hỏi nữa liên quan đến nghĩa vụ bảo hiểm trọn đời để mình nắm chắc hơn nè. Câu này các anh chị trả lời nhanh thôi cậy. Đáp án A. Rồi, rất là nhanh chóng ha. Anh chị đưa ra quyết định khá là nhanh. Để xem cái quyết định nhanh đó của các anh chị có chuẩn xác hay không ha. Hoàn toàn chính xác luôn, đúng không ha? Rất chuẩn xác và rất là nhanh chóng. Đấy. Rồi bây giờ ha, mình sẽ điền, đây là cái câu hỏi đấy, muốn nốt lại cho các anh chị một chút xíu là chúng ta có thể bị nhầm lẫn á, cho nên là các anh chị chọn giúp đại đáp án nào đi ạ. Trường hợp người được bảo hiểm hay là bên mua bảo hiểm hay là người thụ hưởng tử vong thì sẽ chi trả quyền lợi. Đúng rồi, chính xác ha, đó là người được bảo hiểm. Tại vì bảo hiểm thì các anh chị lưu ý là bảo vệ cho ai thì người đó gặp rủi ro, tức là người đó xảy ra sự kiện bảo hiểm thì mình mới chi trả, được ha, nhớ vậy thôi. Chứ bên mua bảo hiểm mà xảy ra tử vong hay là cái gì đó thì mình không có hàng nếu như cái bên mua bảo hiểm không phải là người được bảo hiểm. À. Rồi, câu số 18 mình qua một cái nghiệp vụ bảo hiểm mới ha. Nhớ ha. Đây là bảo hiểm trả tiền định kỳ thì nó cũng giống như sinh kỳ. Tuy nhiên á, nó khác nhau ở chỗ, một chỗ đó là cách chi trả nó khác thôi. Đúng không? Thì theo các anh chị chọn đáp án nào đây? Câu này các anh chị hãy đọc cho kỹ được không ạ? Để tránh bị lừa ha. Đúng không ạ? Để tránh bị lừa. Rồi các anh chị chọn đáp án D. Câu này là hoàn toàn chính xác rồi. Đúng không? Ngay câu hỏi mà sống nhưng mà chưa đạt đến cái thời hạn nhất định là câu này là biết ngay là mình không chi trả quyền lợi rồi. Đúng không ạ? Phải sống đến một cái thời hạn nhất định theo một cái định kỳ nhất định nào đó thì chi trả cho anh cái quyền lợi này, đúng không? Trả tiền định kỳ cho anh. Rồi. Câu số 19 các anh chị làm giúp đại để củng cố thêm cái kiến thức liên quan đến cái nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ. Anh chị chọn đáp án C rất là nhanh chóng ha. Để xem đáp án của chúng ta là gì đây. Hoàn toàn chính xác luôn, không có gì sai hết. À, sống đến một cái thời hạn nhất định thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm định kỳ cho khách hàng. Nhớ là vô thi các anh chị nhớ ha, đối với bảo hiểm trả tiền định kỳ thì nó phải có chữ định kỳ trong đó. Được không ạ? Đây là cái mẹo ha các anh chị ha. Còn đương nhiên là chúng ta phải hiểu rồi, nhưng mà cái mẹo là có đấy, cái chữ trả tiền định kỳ là chúng ta phải nghĩ ngay đến với bảo hiểm trả tiền định kỳ, mà chúng ta sẽ không nghĩ đến cái sản phẩm liên quan bảo hiểm sinh kỳ ha, nó khác nhau ở chỗ đấy. Rồi các anh chị điền vào chỗ trống giúp đại ha. Đây là câu hỏi để củng cố cái kiến thức của chúng ta liên quan đến về mặt lý thuyết ha. Rồi các anh chị chọn đáp án A, đúng, hoàn toàn chính xác. Cái này thấy thấy cái chữ định kỳ không? Đây, phải trả tiền định kỳ tức là có cái chữ định kỳ nè. Đó, có tiền định kỳ thì khỏi cần phải lăn tăn gì hết, chọn luôn là bảo hiểm trả tiền định kỳ. Đó ha. Ok, chúng ta đi qua một cái loại hình bảo hiểm khác ha, liên quan đến hưu trí. Xem nữa coi các anh chị còn nhớ không?
Anh chị còn nhớ là cái quyền lợi tối thiểu á, quyền lợi tối thiểu đã có gặp ha, mình sẽ có ba cái quyền lợi tối thiểu, đó là quyền lợi gì đây? Rồi, câu này rất là nhanh chóng, các anh chị chọn đáp án A, hoàn toàn chính xác luôn, hoàn toàn chính xác ha. Tiếp theo, mình củng cố kiến thức về bảo hiểm hưu trí một chút xíu ha các anh chị. Mình có nhớ là đối với khách hàng bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là bị ví dụ mất sức lao động từ 61% trở lên chẳng hạn như vậy ha, thì bây giờ là người được bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải phải cho tôi cái quyền lợi gì đây? Anh chị trả lời rất là nhanh ha. À, có một số anh chị trả lời đáp án C, có một số anh chị trả lời đáp án A. Các anh chị lưu ý ha, hồi nãy Đại đã nói rồi đúng không? Đó, nếu mà trong trường hợp ví dụ người được bảo hiểm bị mắc bệnh hiểm nghèo nè, thì anh ta có quyền là yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm đó cho tôi rút trước một cái phần, rút trước cái giá trị tài khoản đó, rút trước cái giá trị tài khoản hợp đồng ha. Anh chị lưu ý cái điều này thôi, được không ạ? Rồi, chúng ta sang một cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm mới nữa mà hồi nãy chúng ta đã đi ha, đó là liên kết đầu tư. Để chúng ta xem để coi là chúng ta có lẫn lộn giữa liên kết đầu tư với bảo hiểm hưu trí hay không ha. Ơi gì vậy? Dài dữ hả? Vô thì các anh chị còn nhiều câu hỏi dài hơn nữa nha các anh chị ha. Cho nên là chúng ta ở đây chúng ta tập đi, nó làm quen đi, vô thi nghĩa là chúng ta không chịu bận ở, được không ạ? Rồi, có một số anh chị đang chọn đáp án C. Đáp án của chúng ta là đáp án A hay cái gì, được hả? Ở cái giá trị tài khoản hợp đồng này nè là cái số tiền á mà khách hàng tích lũy, đúng không? Từ cái số tiền mà được tích lũy từ cái khoản phí mà khách hàng đóng vào á, đóng vào. Nhưng mà khi mà khách hàng đóng vào á thì các anh chị lưu ý là gì? Là chúng ta phải trừ đi cái chi phí ban đầu. Bao giờ cũng vậy ha, khách hàng đóng phí bảo hiểm vô là trừ đi cái chi phí ban đầu thôi. Các cái khoản khấu trừ hàng tháng và các cái chi phí khác có liên quan. Sau đó cộng vào các cái khoản lãi hoặc là các khoản thưởng nếu như khách hàng có. Cái trường hợp này thì các anh chị sẽ thấy rất rõ khi mà các anh chị đã học về cái sản phẩm An Khang Tài Lộc tại Hanalei Việt Nam ha. Chúng ta đã biết rất rõ về những cái loại phí này, được không ạ? Có những cái khoản thưởng mà khách hàng sẽ được cộng vào đó, thì các anh chị có thể là liên tưởng đến An Khang Đại học để chúng ta nhớ 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 nhiều hơn ha. Rồi, thì đó là một cái câu hỏi liên quan, có cái phần liên quan đến cái giá trị tài khoản hợp đồng của cái sản phẩm liên kết đầu tư này, mình nâng cao hơn một chút ha các anh chị, nâng cao lên. Bây giờ mình sẽ nói về cái sản phẩm liên kết chung một chút xíu này để mình ôn lại này. Hồi nãy mình có nói rồi đúng không? Thì bây giờ các anh chị chọn đáp án nào đây? Rồi, chị Kim Trang quay xe rất là nhanh chóng ha, đáp án A, sau đó chọn đáp án C, được không ạ? Sao cả, miễn là mình đúng là được rồi, đúng không ạ? Các anh chị lưu ý là đối với cái sản phẩm liên kết chung á, thì mình hồi nãy mình đã chia sẻ rồi, tức là mình cam kết đúng không, mình cam kết sẽ trả cho khách hàng một cái lãi suất tối thiểu là bằng cái lãi suất cam kết đấy, ờ ha. Cho nên là khách hàng đối với cái sản phẩm liên kết chung này là khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ cái kết quả đầu tư luôn, tức là có bao nhiêu trong cái giá trị tài khoản của khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ, vì cái đó là tiền của khách hàng được hưởng hết ha, được ha. Và đương nhiên là đối với cái trường hợp mà nãy đại ca đã nói rồi, trong cái trường hợp mà khách hàng thì sẽ được chi trả một cái lãi suất mà không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu, thì đối với cái sản phẩm An Khang Tài Lộc thì các anh chị cũng đã biết rồi đúng không? Đó, liên quan đến cái quyền lợi đầu tư quyền lợi đầu tiên trong cái đối với sản phẩm An Khang Tài Lộc đó, các anh chị nào còn nhớ không? Hưởng lãi suất đầu tư đó các anh chị. Yeah. Cho nên các anh chị lưu ý giúp Đại ha. Bây giờ mình sẽ làm câu hỏi số 25 để mình hiểu rõ hơn về cái sản phẩm liên kết chung này nè. Đáp án D. Rất là nhanh chóng ha. Các anh chị đưa ra đáp án D rất là nhanh chóng. Rồi, câu này thì không thể nào sai được, đáp án D ha. Các cái loại chi phí này, chi phí ban đầu là bị trừ như thế nào? Chi phí bảo hiểm rủi ro thì bị trừ khi nào, chi phí quản lý hợp đồng,
chi phí quản lý quỹ, chi phí bị bỏ hợp đồng nữa ha. Thì những cái chi phí này thì các anh chị lưu ý giúp Đại. Còn nếu như ai mà không hiểu rõ về những cái chi phí bảo hiểm này thì có thể là giơ tay ha, Đại chỉ chia sẻ lại được ha. Thì đó là liên quan đến cái sản phẩm liên kết chung, để chúng ta ôm lại một chút xíu về các cái kiến thức của mình được không ạ? Rồi, thì đó là chính là toàn bộ những cái thông tin mà chúng ta đã làm bài tập cũng như là chúng ta đã tìm hiểu liên quan đến bảo hiểm nhân thọ nè. Trong đó nó có thêm 7 cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ nữa mà chúng ta đã nhớ này. Các anh chị còn nhớ không? Đó là các anh chị gõ lên cái ô chat giúp Đại là 7 cái loại hình nghiệp vụ đó tên là gì ạ? Các anh chị gõ lên ô chat tôi coi là các anh chị còn nhớ 7 cái loại hình nghiệp vụ đó không? Đầu tiên đó là gì ạ? Sinh kỳ, chính xác luôn. Sinh kỳ, đối nghịch với sinh kỳ là gì? Tức là mình nói ở đây là sinh là sống đúng không? Đúng rồi, là tử kỳ. Đó, sinh là sống, nhưng đối nghịch sinh sống là tử đúng không? Thế thì tử với sinh cộng lại thì thành cái gì ạ? Hỗn hợp, khoan con, chính xác luôn. Nhưng mà tôi sinh kỳ, tôi sống đến một thời hạn nhất định nào đó thì anh phải trả tiền định kỳ cho tôi thì đó là cái gì? Đúng ạ. À, chính xác luôn, đó là bảo hiểm trả tiền định kỳ đúng không ạ? Thế thì bây giờ này, định kỳ rồi, hoàn toàn chính xác luôn. Thế thì trong trường hợp mà người được bảo hiểm mà ví dụ là sống đúng không? Sống mà khi muốn mà về hưu á, khi muốn về hưu mà có một cái khoản tiền thì gọi là gì? Chọn đời. Ok. Hưu trí hàng rồi. Anh chị Thu Hường đưa ra thêm một cái bảo hiểm đó là chọn đời, hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Một cái chọn đời. Rồi, thêm một cái nghiệp vụ nữa đó là gì ạ? Sinh kỳ, tử kỳ, hỗn hợp, trả tiền định kỳ, hưu trí, trọn đời. Còn một cái nữa mà nó bao gồm liên kết chung và liên kết đơn vị đó. Đó là gì ạ? Sản phẩm nào mà liên kết chung và liên kết... liên kết bởi liên kết đầu tư. Rồi, hoàn toàn chính xác luôn ha. Như vậy là các anh chị nhớ rất là vững ha, rất là rõ liên quan đến các cái nghiệp vụ này, liên quan đến những cái vấn đề này thì chúng ta về nhà chúng ta chịu khó làm thêm những câu hỏi, làm thêm những câu hỏi ha. Thì trên lớp thì cơ bản là Đại đã là giúp cho các anh chị làm gần hết tất cả những cái câu hỏi rồi đó. Chỉ cần các anh chị về nhà làm thêm, làm lại nữa thôi là xong. Ok ha. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái loại hình nghiệp vụ thứ hai, đó là bảo hiểm về sức khỏe. Trước đây thì không có hoặc là có ít, rất ít câu liên quan đến cái bảo hiểm sức khỏe này mà Bộ Tài chính đưa ra, nhưng bây giờ Bộ Tài chính đưa ra rất là nhiều câu liên quan bảo hiểm sức khỏe này rồi các anh chị. Cho nên là chúng ta cần phải quan tâm đến cái phần này nhiều hơn ha. Thì đối với bảo hiểm sức khỏe thì các anh chị lưu ý một số cái vấn đề như thế này giúp Đại nè. Đối với đối tượng của bảo hiểm sức khỏe đó là sức khỏe con người, mình nhớ ha. Đối với bảo hiểm nhân thọ thì hồi nãy mình đang nói cái câu chuyện liên quan đến tính mạng của con người rồi, thì bây giờ mình sẽ nói đến bảo hiểm sức khỏe thì liên quan đến sức khỏe con người, dễ nhớ ha. Có chữ sức khỏe luôn được ha. Thì đối với bảo hiểm sức khỏe thì các anh chị lưu ý một số cái từ mà chúng tôi đã tô đen tô đậm ở đây ha. Đó là cái trường hợp mà người được bảo hiểm bị gì đó, bị thương tật nè, hoặc là bị tai nạn nè, hoặc là bị ốm đau nè, hoặc là bị bệnh tật nè, hoặc là chăm sóc sức khỏe cho khách hàng, được không ạ? Đại nghĩ thì đối với banker của chúng ta thì đội hình bảo hiểm sức khỏe thì nó không có gì gọi là xa lạ đúng không? Thậm chí là chúng ta đang có những cái thẻ về bảo hiểm sức khỏe rất là nhiều đúng không ạ? Đó, thì ở trong trường hợp này là đầu tiên là như vậy ha. Đó là bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm như thế nào, bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật và chăm sóc sức khỏe. Và đối với cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe này nè, thì chúng ta lưu ý là đây không phải là sản phẩm bắt buộc ha. Không bắt buộc được ha. Đối với đây là sản phẩm không có bắt buộc đối với khách hàng, khách hàng tự nguyện, khách hàng tham gia thôi. Được ha. Và cái số tiền bảo hiểm của khách hàng á, thì khách hàng có thể linh hoạt trong quá trình mà khách hàng tham gia thôi, theo tùy vào nhu cầu của khách hàng. Và đối với cái nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe này, cái đối với cái sản phẩm liên quan đến cái bảo hiểm sức khỏe này nè, thì chúng ta sẽ có hai cái nghiệp vụ chính, đó là bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe nè, bảo hiểm thân thể và bảo hiểm chi phí y tế. Thì đây chính là một số cái yếu tố mà các anh chị lưu ý ha. Chúng ta nốt lại, chúng ta chụp hình lại hoặc là chúng ta ghi chép lại, để khi mà Bộ Tài chính cho câu hỏi thì chúng ta không trả lời sai ha. Thì ở đây để nốt cho các anh chị luôn một số cái lưu ý liên quan đến những cái quy định về cái bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này. Đó là mình ở đây mình sẽ thấy hai cái cột ha, liên quan đến chăm sóc sức khỏe và chi phí y tế nè, và một cái thứ hai là liên quan đến tai nạn, được ha, liên quan đến tai nạn. Thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến hai cái chủ đề này luôn. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chăm sóc sức khỏe hoặc là chi phí y tế thì các anh chị cũng đã biết là do tai nạn hoặc là ốm đau bệnh tật đúng không?
thì tai nạn cũng có thể là vào bệnh viện được vậy, đúng không? Tai nạn cũng có thể được phải đi chữa trị mà, ốm đau bệnh tật thì khỏi phải nói rồi. Còn tai nạn thì theo các anh chị nguyên nhân là do đâu ạ? Mình gõ lên cái ô chat chút đại ha. Tai nạn thì nguyên nhân là do đâu? Theo đúng cái tên của nó luôn ha, không có gì gọi là nguy hiểm, không có gì gọi là phức tạp, theo đúng cái tên của nó luôn. Tai nạn thì nguyên nhân là do đâu? Đúng không? Đối với chăm sóc sức khỏe và là chi phí y tế thì chúng ta có tai nạn hoặc là ốm đau bệnh tật, đúng không? Thì đối với tai nạn thì chúng ta chỉ có một cái nguyên nhân, đó là tai nạn thôi, đúng không ạ? Đúng không? Nguyên nhân duy nhất thôi. Về quyền lợi bảo hiểm, thì các anh chị thấy là chúng ta có quyền lợi nội trú hoặc là quyền lợi ngoại trú, đúng không? Có rất là nhiều các anh chị mà nội trú đó, chúng ta cũng được chi trả quyền lợi. Có rất là nhiều các anh chị đi khám xong rồi lấy hóa đơn tất cả những cái thông tin về, sau đó nộp cho cái doanh nghiệp bảo hiểm là lấy tiền thôi, lấy tiền lại thôi, đúng không? Thì đó chính là cái quyền lợi bảo hiểm liên quan đến cái chăm sóc sức khỏe hoặc là chi phí y tế. Còn đối với tai nạn thì các anh chị lưu ý giúp đại, bao giờ nó cũng gắn cái chữ tai nạn ha. Ví dụ như là tử vong do tai nạn nè, hoặc là thương tật do tai nạn nè, hoặc là chi phí y tế điều trị do tai nạn nè, hoặc là trợ cấp mất hoặc là giảm thu nhập do tai nạn. Nói chung là nó sẽ liên quan đến cái từ tai nạn giúp đại. Cho nên vô thi các anh chị lưu ý giúp đại cái điều này ha. Và một cái nữa thì khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm thì chi trả quyền lợi như thế nào? Thì đối với cái sản phẩm liên quan đến bảo hiểm sức khỏe này nè, thì chúng ta sẽ chi trả cái số tiền mà không vượt quá cái chi phí y tế thực tế. Điều này các anh chị hiểu rõ rồi đúng không? Ví dụ như là đại đi khám bảo hiểm, đi khám đến một cái bệnh viện đó đi khám, sau đó lấy hóa đơn về, và đương nhiên là người ta sẽ chi trả trên cái việc mà cái chi phí thực tế mà đại đã khám, đại đã chi trả trong bệnh viện đó. Và đương nhiên là sẽ không vượt quá so với trong cái quy định trong hợp đồng rồi, đúng không ạ? Còn đối với trong trường hợp mà tai nạn á, thì cái người được bảo hiểm á, bị thương tật toàn bộ, bị thương tật bộ phận do tai nạn ha, thì chi trả theo bản tỷ lệ bồi thường thôi. Theo quy định rất là rõ là khách hàng bị thương tật như thế nào, bộ phận như thế nào, bộ phận nào đấy, thì chi trả bao nhiêu phần trăm thì sẽ quy định trong đó và chi trả cho khách hàng. Đó. Còn loại trừ á, thì đối với mỗi một cái loại hình nghiệp vụ bảo hiểm đều có một cái gọi là một cái điều khoản, gọi là điều khoản loại trừ. Tức là khi mà khách hàng gặp và bị những cái trường hợp vi phạm vào những cái trường hợp đó, hoặc là gặp rủi ro mà vào trong những cái điều khoản loại trừ đó, thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả. Ví dụ như là đối với chăm sóc sức khỏe và y tế á, thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp ví dụ như là hỗ trợ sinh sản nè, hoặc là rối loạn tâm lý trầm cảm nè, tiêm phòng này, tiêm chủng này, hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc là mua thực phẩm chức năng hỗ trợ nữa ha. Thì cái này là trường hợp loại trừ ha. Điều này các anh chị có thể hiểu rất là rõ nè, giống như trong trường hợp mà đã đi khám sức khỏe, các anh chị đợt vừa rồi để đi khám sức khỏe, nhưng mà sẽ có một số cái danh mục liên quan đến thuốc, các anh chị, người ta sẽ loại trừ ra một số cái loại thuốc, người ta sẽ loại trừ ra và người ta sẽ không chi trả những cái hóa đơn để mua cái loại thuốc đó nữa, hoặc là những cái chi phí nào mà mang tính chất là đại đã gặp trường hợp ha, những cái chi phí nào mà mang tính chất ví dụ như nó mang tính chất kiểm tra thôi, nó không ảnh hưởng gì đến bệnh hết, thì họ cũng không có chi trả luôn đó. Thì chúng ta có thể xem trên cái nếu chúng ta có đi khám sức khỏe thì chúng ta có thể xem trên đó ha. Hoặc là đối với tai nạn thì các anh chị lưu ý là với một số cái trường hợp ví dụ như bị tai nạn do là tham gia các cuộc diễn tập nè, hoặc là huấn luyện quân sự nè, hoạt động nhảy dù nè, có cái trò chơi mạo hiểm đó các anh chị, ví dụ đua ngựa, đua xe, là vi phạm pháp luật nè, đúng không? Thì sẽ không được chi trả quyền lợi. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý cái điều này ha. Và một cái nó là thời gian chờ đối với bệnh á, thì đương nhiên phải có thời gian chờ rồi, có gì đúng không? Còn đối với tai nạn thì lưu ý là không có thời gian chờ nha, tại vì tai nạn là bất ngờ, mình đâu có biết được, đúng không? Cho nên là đối với tai nạn là không có thời gian chờ. Cho nên các anh chị lưu ý giúp đại cái điều này ha, vô thi đọc cho kỹ, đọc cho chậm để tránh bị nhầm lẫn, đúng không? Và đối với cái đội hình là loại hình bảo hiểm về sức khỏe thì người được bảo hiểm mà bị thương tật hoặc là ốm đau bố do hành vi trực tiếp hoặc là gián tiếp với người thứ ba gây ra, thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải bồi thường mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả cho người thụ hưởng. Cho nên ấy, trong trường hợp này các anh chị nốt lại giúp đại một chút xíu ha, nốt lại giúp đại một chút xíu những cái trường hợp mà đại đã gặp tô màu đỏ nè, tô màu đỏ đậm nè, hoặc là những cái trường hợp mà liên quan đến những cái từ ngữ mà liên quan đến màu đen mà tô đậm á, các anh chị nốt lại giúp đại được ha. Người thứ ba mà gây ra
gây ra cái tình trạng bị thương tật hoặc là ốm đau đó thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chi trả quyền lợi bồi thường mà không được quyền yêu cầu cái người thứ ba đó bồi hoàn lại cho cái doanh nghiệp bảo hiểm đó. Được không ạ? Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã xong cái bảo hiểm sức khỏe. Các anh chị có thể nốt lại hoặc các anh chị có thể chụp hình lại ha, để về chúng ta xem thêm. Xem thêm, các anh chị nắm vững được những yếu tố này thì đề nghị các anh chị sẽ tự tin trong quá trình mà các anh chị sẽ thi. Bây giờ mình sẽ làm một số câu hỏi liên quan đến bảo hiểm sức khỏe. Thì đối với bảo hiểm sức khỏe, chúng ta sẽ có 49 câu. Đúng không? Chúng ta sẽ có 49 câu luôn. Tuy nhiên trên lớp chắc có lẽ là chúng ta sẽ không đi hết được 49 câu, mà chúng ta sẽ đi với một số câu thôi các anh chị. Bây giờ các anh chị làm giúp Đại câu số 1 giúp Đại coi. Các anh chị rất là nhanh chóng ha, chúng ta chọn đáp án D đúng không? Đáp án D. Rồi, hoàn toàn chính xác luôn ha, đáp án D. Câu số 2 ạ. Câu số 2 này các anh chị chọn đáp án C. Một số anh chị chọn đáp án D. Để xem ha. Nhớ là bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm như thế nào? Ví dụ như là khách hàng bị ốm đau nè, đúng không ạ? Hoặc là khách hàng bị tai nạn nè, tai nạn nhập viện chẳng hạn như vậy, hoặc là tai nạn vô bệnh viện băng bó vết thương vân vân, tất cả mọi thứ ha. Ví dụ như bị thương tật chẳng hạn như vậy, hoặc là bị bệnh tật, hoặc là chăm sóc sức khỏe. Được không ạ? Chứ bảo hiểm sức khỏe này chúng ta lưu ý ha, một số trường hợp nhất định là thôi. Ví dụ như là người được bảo hiểm sống đến thời hạn nhất định đó, thì hồi nãy chúng ta học rồi, đó là một nghiệp vụ gì của bảo hiểm nhân thọ, đúng không? Rồi là người được chết trong thời hạn nhất định thì nó là thuộc gọi nghiệp vụ bảo hiểm gì trong cái bảo hiểm nhân thọ, nó không thuộc bảo hiểm sức khỏe. Được không? Hoặc là đáp án C này, nó có một cái câu đó là chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó thì nó là thuộc về bảo hiểm về nhân thọ rồi, hồi nãy chúng ta học rồi. Cho nên các anh chị lưu ý mình loại trừ ra hết ha, mình sẽ chọn đáp án D, được không ạ? Ok. Câu số 3. Đáp án D đúng không? Các anh chị chọn đáp án D. Rồi, không sai được ha, hoàn toàn chính xác. Chúng ta làm thử một cái câu hỏi nữa xem sao. Câu này là câu nâng cao ở ngoài ha. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta vừa ôm lại những kiến thức này, vừa có thêm một vài câu nâng cao để mình nhớ, mình có thêm kiến thức, mình thi được tốt hơn ha. Đúng không ạ? Nhớ là đối với những cái loại hình mà kinh doanh bảo hiểm về sức khỏe mà có thời hạn mà trên một năm hoặc là dưới một năm, nó quy định rất là rõ ràng ha. Thế thì trên một năm á, thì nó phải thuộc bảo hiểm gì, nhân thọ hay phi nhân thọ, trong cái việc mà cái doanh nghiệp đó kinh doanh về bảo hiểm sức khỏe mà có thời hạn trên một năm á. Rồi, đáp án C. Các anh chị đang chọn đáp án C đúng không? Đáp án D. Rồi, đáp án của chúng ta đáp án A ha các anh chị. Các anh chị lưu ý là gì? Nếu như trên một năm kinh doanh về bảo hiểm sức khỏe mà có thời hạn trên một năm thì chỉ có cái doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới được quyền kinh doanh thôi. Đúng không? Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới được quyền kinh doanh thôi. Cho nên các anh chị thấy ở Hanwha Life Việt Nam á, sẽ có những cái loại hình liên quan đến sức khỏe đó mà trên một năm để giúp cho khách hàng có thể lựa chọn nó dễ dàng hơn. Rồi bây giờ một cái câu hỏi nâng cao hơn nữa nè, các anh chị có thể gặp phải nè, gặp phải khi mà chúng ta thi bộ tài chính nè. Câu này đòi hỏi các anh chị phải
phải tính toán ha. Nhớ là hồi nãy chúng ta đã nói là gì ạ? Đối với bảo hiểm sức khỏe thì chúng ta chi trả cái hóa đơn của khách hàng là hóa đơn thực tế, được không ạ? Khách hàng khám và khách hàng đã chi trả cho bệnh viện đó bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ chi trả dựa trên cái hóa đơn thực tế đấy. Đương nhiên là nó sẽ không vượt quá cái theo quy định trong hợp đồng rồi, đúng không? Thì lúc này á, các anh chị tính tới là khách hàng được chi trả lại bao nhiêu? Đáp án C. Rồi, câu trả lời của chúng ta đáp án C hoàn toàn chính xác, đúng không? 2 triệu đồng trên một ngày, 3 ngày là 6 triệu thôi. À. Câu số 6 đi các anh chị. Hồi nãy nó liên quan đến cái trường hợp loại trừ đó các anh chị nhớ không? Được không ạ? À? Trường hợp loại trừ. Câu này thì các anh chị nhớ quá rõ ha. Đáp án C. Được không? Ok. Như vậy là chúng ta sẽ đã đi qua về 6 cái câu hỏi ha. 6 cái câu hỏi liên quan đến cái sản phẩm cái liên quan đến bảo hiểm sức khỏe rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái phần thứ ba mà Bộ Tài chính cũng cho ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái phần này các anh chị. Đó là nguyên tắc bảo hiểm. À, nguyên tắc bảo hiểm. Thế thì trong quá trình mà Bộ Tài chính là hoạch định về các cái chính sách đưa ra các cái quy định liên quan đến luật kinh doanh bảo hiểm á, thì Bộ Tài chính là sửa đổi rất là nhiều liên quan đến những cái nguyên tắc bảo hiểm này. Thì ở đây Đại sẽ chia sẻ cho chúng ta một số cái nguyên tắc mà Bộ Tài chính đang cho ra đề thi trong cái bộ trong cái kỳ thi sắp tới ha. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là gì? Có một số nguyên tắc á, sẽ áp dụng chung luôn cho bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Hồi nãy mình đã nói rồi có ba cái loại hình đúng không? Nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe. Thì có những cái nguyên tắc là áp dụng chung cho ba cái loại hình nghiệp vụ đó luôn. Nhưng mà có những cái nguyên tắc bảo hiểm á, nó chỉ có áp dụng cho bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thôi. À? Và có những cái nguyên tắc mà chỉ áp dụng cho bảo hiểm phi nhân thọ thôi. Nó không áp dụng cho bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. À, cho nên chúng ta nhớ, chúng ta phân loại như thế này để chúng ta nhớ luôn ha anh chị ha, để vô thi là chúng ta biết luôn đó là cái nguyên tắc đó thuộc về cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay là sức khỏe hay là phi nhân thọ. Thì một số cái nguyên tắc mà áp dụng chung nè, đó là nguyên tắc trung thực tuyệt đối. Nghe cái từ trung thực tuyệt đối thì các anh chị cũng đã biết là chúng ta không cần phải bàn cãi gì thêm đúng không? Kể cả bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đều phải tuân thủ theo cái nguyên tắc trung thực này. À, hai bên đều phải nguyên tắc trung thực đúng không? À, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp toàn bộ những cái thông tin cho khách hàng, khách hàng cũng phải cung cấp toàn bộ những cái thông tin hết sức là trung thực, không giả dối, được không? Còn nếu không thì sẽ hợp đồng quy định rất là rõ ràng ha, hợp đồng quy định rất rõ ràng nếu một trong hai bên mà có hành vi lừa dối, khai báo thông tin không có đúng, được không? Thì bên kia có quyền chấm dứt cái hợp đồng đó. Đó. Thì quyền và nghĩa vụ chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm, được không ạ? Đó. Thì các anh chị lưu ý cái điều này là nguyên tắc trung thực tuyệt đối đã áp dụng chung luôn, cho dù anh tham gia bảo hiểm nào thì anh cũng phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Thế thì nguyên tắc thứ hai được áp dụng chung cho ba cái loại hình nghiệp vụ đó luôn, đó là nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm. Nghe cái câu quyền lợi được bảo hiểm thì các anh chị cũng đã biết rồi đúng không? Có nghĩa là gì? Tôi mua cái hợp đồng bảo hiểm đó cho cái anh đó, cho cái cô đó thì tôi có quyền lợi gì hay không? Được không ạ? Tôi có quyền lợi gì không? Để tôi mua đó. Chứ không phải là tôi mua cho một cái người đó không có quyền lợi. Ví dụ như tôi mua cho vợ tôi mua cho chồng tôi mua cho con tôi đó, thì đó chính là những cái mối quan hệ mà mình có quyền lợi. Và trong cái luật kinh doanh bảo hiểm chung á, người ta quy định rất rõ nè, đó là những cái mối quan hệ được phép mua trong cái loại hình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Cái nguyên tắc quyền lợi có thể bảo hiểm nè, trong cái quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì các anh chị lưu ý nè. Thứ nhất là vợ này, chồng này, hoặc là cha mẹ con của bên mua bảo hiểm, hoặc là gì, anh chị em ruột, nhớ ha, anh nè chị em ruột hoặc người khác có quan hệ nuôi dưỡng cấp dưỡng với bên mua bảo hiểm. Tuy nhiên cái nuôi dưỡng và cấp dưỡng này á phải có pháp luật quy định rất là rõ ràng ha, phải có văn bản đàng hoàng, được không ạ? À, thì mình quy định cần phải có văn bản là ai là người nuôi dưỡng, ai là người được cấp dưỡng. À, nuôi dưỡng cấp dưỡng của bên mua bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm đấy. Rồi một cái thứ ba, điều thứ ba trong cái nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm đó là gì? Đó là người có quyền lợi về mặt tài chính hoặc là quan hệ lao động với bên mua bảo hiểm. Ví dụ như doanh nghiệp mà mua bảo hiểm nhân thọ cho
cho người lao động đó các anh chị. Cái hình thức này bây giờ diễn ra quá phổ biến, quá nhiều, đúng không? Hoặc là người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm sức khỏe cho mình. Nhớ ha, đây là liên quan đến người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm sức khỏe thôi, được không ạ? Còn nó không tính trong trường hợp bảo hiểm nhân thọ nha, các anh chị lưu ý ha. Thì đó chính là hai cái nguyên tắc chung mà áp dụng mà các anh chị lưu ý, đó là nguyên tắc chung thực chuyển tới, là nguyên tắc liên quan đến quyền lợi có thể được bảo hiểm. Nó có một cái nguyên tắc nữa, đó là nguyên tắc nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân trực tiếp có nghĩa là gì thì các anh chị thấy á, một cái sự kiện bảo hiểm rủi ro xảy ra, một cái sự kiện bảo hiểm xảy ra thì có thể là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái sự kiện bảo hiểm đó, đúng không ạ? Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kiện đó. Thế thì doanh nghiệp bảo hiểm người ta chỉ căn cứ vào một cái nguyên nhân, gọi là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái sự kiện bảo hiểm đó thôi. Ví dụ như anh bị tử vong thì anh nguyên nhân trực tiếp ở đây là gì, được ha? Thì người ta cái căn cứ vào đó để chi trả quyền lợi thôi, mặc dù có rất là nhiều cái nguyên nhân khác gây ra cái sự kiện bảo hiểm đấy. Thì cái nguyên năng nào là nguyên nhân trực tiếp thì tôi sẽ chi trả cho anh nếu đúng cái nguyên nhân đó, đúng trong cái hợp đồng đấy. Thế thì cái nguyên nhân trực tiếp này nè, nó không phải là cái nguyên nhân, nó có thể là không phải là nguyên nhân đầu tiên, nó cũng phải là nguyên nhân gọi là cuối cùng, hoặc là nguyên nhân gọi là gần nhất đối với cái trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm đó. Nó cũng không, cũng có thể là không phải là cái nguyên nhân ở giữa nữa, được không? Đó, cho nên là chỉ là những nguyên nhân gọi là chính, những nguyên nhân chính có tác động trực tiếp đến cái sự kiện bảo hiểm đó thì mới chi trả cái quyền lợi cho khách hàng thôi. Cho nên các anh chị lưu ý liên quan đến cái nguyên nhân gì trực tiếp này ha. Và nó có thêm một cái loại nguyên tắc nữa, đó là nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên. Đây là cái nguyên tắc thêm ha các anh chị. Đây là nguyên tắc mà Bộ Tài chính mới đưa vô nữa. Thì các anh chị thấy là cái nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên này, nghe cái từ ngẫu nhiên thì các anh chị cũng đã biết rồi đúng không? Ngẫu nhiên, ví dụ như là bây giờ các anh chị quay số ngẫu nhiên chẳng hạn như vậy, hoặc là chúng ta bốc thăm ngẫu nhiên đúng không? Bốc thăm ngẫu nhiên thì chúng ta đâu có biết đó là chúng ta sẽ chọn được cái phần quà nào đâu, đúng không? Nó ngẫu nhiên thôi, tức là nó mang tính chất là bất ngờ, đúng không các anh chị? Mình đâu có lường trước được đâu. Đấy, thì cái từ ngẫu nhiên đã nói lên hết tất cả những cái điều liên quan đến nguyên tắc này rồi. Liên quan đến cái loại hình bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, nó có một cái loại nguyên tắc nữa, đó là nguyên tắc khoán ha. Câu này chắc có lẽ là các chuyện khá quen đúng không? Nguyên tắc khoán có nghĩa là sao? Có nghĩa là gì? Tôi mua cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho của anh á, ví dụ ha, tôi mua cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của anh, bao nhiêu thì anh phải chi trả cho tôi hết bấy nhiêu. Tôi mua bao nhiêu cái quyền lợi, tôi mua bao nhiêu cái hợp đồng bảo hiểm, ví dụ tôi mua 2 hay 3 cái hợp đồng bảo hiểm, thì cũng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm á, thì anh cũng phải chi trả cho tôi theo đúng cái quy định trong cái hợp đồng bảo hiểm đó, gọi là nguyên tắc khoán, được không ạ? Theo đúng cái thỏa thuận trong cái hợp đồng bảo hiểm đó. Rồi, đó chính là cái nguyên tắc khoán ha. Một cái loại liên quan đến nguyên tắc là bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm đối với cái nguyên tắc khoán này thì các anh chị lưu ý giúp Đại là không áp dụng đối với cái loại quyền lợi bảo hiểm liên quan đến chi phí y tế, được không ạ? Chi phí y tế thì hồi nãy mình đã nói câu chuyện là chi trả yếu tố thực tế rồi ha. Nó không có áp dụng. Còn trong trường hợp bảo hiểm phi nhân thọ thì chúng ta sẽ có một số cái nguyên tắc, là nguyên tắc thế quyền. Nguyên tắc thế quyền thì nghe cái tên thôi là các anh chị cũng đã nhớ rồi giúp Đại ha. Cái tên thế quyền tức là tôi thay thế anh để đòi quyền lợi á. Tôi thay thế anh để tôi đòi quyền lợi. Thì cái nguyên tắc thế quyền này chỉ áp dụng cho cái trường hợp bảo hiểm phi nhân thọ thôi. Tức là gì? Khi mà xảy ra sự kiện bảo hiểm á thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm bình thường. Tuy nhiên á, lúc này cái người được bảo hiểm á phải có cái trách nhiệm là gì? Là anh sẽ trao cái quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm để yêu cầu người thứ ba bồi thường lại thiệt hại mà doanh nghiệp bảo hiểm đó đã chi trả quyền lợi cho cái người được bảo hiểm đó. Được chưa? Đó là pháp luật quy định rất là rõ ràng ha anh chị. Pháp luật quy định rất là rõ ràng. Người được bảo hiểm phải chuyển cái trách nhiệm, chuyển giao cái quyền lợi đó cho doanh nghiệp bảo hiểm rồi, được quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường lại những cái thiệt hại mà doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi cho cái người được bảo hiểm đấy. Đó là thế quyền ha. Rồi, nguyên tắc tiếp theo, đây là nguyên tắc rất quan trọng trong cái bảo hiểm phi nhân thọ, đó là nguyên tắc bồi thường. Nguyên tắc bồi thường thì nãy giờ mình đã nói rất nhiều rồi đó các anh chị, tức là chỉ chi trả trên yếu tố thực tế thôi. Phi nhân thọ tức là anh thực tế là anh ví dụ như là anh bị thiệt hại là bao nhiêu, thì tôi chi trả cho anh theo đúng cái thiệt hại thôi. Ví dụ anh mua một hợp đồng bảo hiểm một chiếc xe, đúng không ạ, chiếc xe hơi với cái số tiền bảo hiểm là 2 tỷ chẳng hạn như vậy,
Nhưng mà trên thực tế chỉ xảy ra trường hợp là 200 triệu thôi. Xảy ra cái sự kiện bởi 200 triệu thì tôi chỉ chi trả cho anh 200 triệu thôi. Được hả? À, nó không vượt quá cái số, cái thiệt hại mà thực tế các khách hàng gặp phải. Đó. Là đối với cái quyền lợi liên quan đến đối với cái nguyên tắc về bồi thường này á, thì sẽ không áp dụng cho cái quyền lợi về chi phí y tế. À, thì các anh chị lưu ý một số cái điều thôi, lỡ Bộ Tài chính có hỏi những cái câu hỏi, ví dụ như là nguyên tắc bồi thường có áp dụng cho cái quyền lợi chi phí y tế hay không, thì lúc này chúng ta cũng biết, được không ạ? Rồi, thì đó chính là một số cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải lưu ý ha. Một số cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải lưu ý bao gồm có nguyên tắc trung thực tuyệt đối này, nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm này, và hai cái nguyên tắc là nguyên tắc nguyên nhân trực tiếp và nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên. Đây là bốn cái nguyên tắc mà áp dụng chung ha. Còn đối với một số cái nguyên tắc về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì gồm có nguyên tắc khoán nè, được ha. Còn đối với bảo hiểm phi nhân thọ thì chúng ta có nguyên tắc thế quyền, nguyên tắc bồi thường, và một cái nguyên tắc nữa đó là nguyên tắc đóng góp bồi thường, được ha. Thì cái nguyên tắc đóng góp bồi thường này nè, các anh chị có nhớ không? Các anh chị có nhớ nguyên tắc đóng góp bồi thường này không? Nó chỉ áp dụng cho bảo hiểm phi nhân thọ thôi nha các anh chị. Nữa, đấy này đây nói thêm cho các anh chị thêm ha. Đó là gì? Ví dụ như là anh Na đó, anh mua ba cái hợp đồng bảo hiểm bảo vệ cho cái xe anh ở ba cái công doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau. Thì khi mà xảy ra cái trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, thì ba cái doanh nghiệp bảo hiểm này có trách nhiệm là chi trả cho anh ấy theo đúng cái tỷ lệ trong cái hợp đồng đó. Ví dụ như là mỗi anh đều phải chi trả, mỗi người chi trả 30% chẳng hạn như vậy, thì chia ra chi trả theo đúng cái cho khách hàng đó thôi. Ba doanh nghiệp đó đều phải chi trả cho cái khách hàng đó. Tuy nhiên á, chỉ chi trả theo đúng bằng cái yếu tố là thiệt hại thực tế thôi ha, được không ạ? Tức là nguyên tắc đóng góp bồi thường này nè, nó chỉ mở rộng thêm đối với cái nguyên tắc bồi thường này thôi. Cho nên nếu như các anh chị nào mà nhớ cái nguyên tắc bồi thường á, thì sẽ mở rộng thêm chút xíu nữa và chúng ta nhớ luôn cái nguyên tắc đóng góp bồi thường, được không ạ? Rồi, thì đó chính là một số cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ áp dụng trong ba cái loại hình bảo hiểm, đó là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm phi nhân thọ. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số câu hỏi liên quan đến bảo hiểm sức cái nguyên tắc bảo hiểm này nha các anh chị. Chúng ta sẽ có 24 câu. Thì bây giờ mình sẽ làm một số câu hỏi trước ha. Câu số 1 các anh chị chọn đáp án nào ạ? Đáp án B. Phát biểu nào sau đây đúng về nguyên tắc trung thực tuyệt đối? Nguyên tắc trung thực tuyệt đối ha. Nguyên tắc âm thực ở hồi nãy tại đã nói rồi đúng không? Là cả hai bên, bên mua bảo hiểm hay là doanh nghiệp bảo hiểm đều phải tuân thủ theo cái nguyên tắc trung thực tuyệt đối này, đúng không ạ? Cho nên các anh chị lưu ý, đây là nghĩa vụ chung dành cho hai cái đối tượng đó luôn. Nhớ ha, tức là doanh nghiệp bảo hiểm cần phải cung cấp đầy đủ những cái thông tin chính xác, đầy đủ những thông tin cho khách hàng, và khách hàng cần phải khai báo đầy đủ thông tin chính xác và trung thực trong cái hợp đồng bảo hiểm đấy. Nhớ giúp Đại ha. Rồi, câu hỏi số 2 đi các anh chị. Các anh chị đang chọn đáp án B. Đáp án B. Hoàn toàn chính xác ha. Câu này thì các anh chị rất là xuất sắc. Rồi, câu số 3 đi các anh chị. Câu số 3 này các anh chị cũng đang trung thành với đáp án B đúng không?
đang trung thành với đáp án B. Rồi, để xem các chị đúng hay không nha. Hoàn toàn chính xác luôn, đúng không ạ? Câu số 4 các anh chị. Câu nào các anh chị không hỏi thì không hiểu thì cứ báo với Đại nha, Đại chỉ chia sẻ thêm, tại vì Đại thấy các anh chị trả lời đúng hết rồi cho nên Đại cũng không có nói gì thêm nữa. Ở câu hỏi này có một số anh chị chọn đáp án B, một số anh chị đáp án C đúng không? Hay là à rồi, đáp án của chúng ta là đáp án A hay cái gì ha, không phải B cũng không phải C được không ạ? Chúng ta lưu ý là đây là nguyên tắc khoáng, mà khoáng thì hồi nãy đây nói rồi đúng không ạ? Khoáng thì có phải là chúng ta chi trả trên cái số tiền bảo hiểm thực tế, cái số tiền mà thiệt hại thực tế không các anh chị? Không phải, đúng không ạ? Không phải. À, cho nên là đối với nguyên tắc khoáng ha, thì khách hàng sẽ được nhận cái số tiền đã được thỏa thuận trong cái hợp đồng bảo hiểm đấy. Tức là gì? Khách hàng mua cái hợp đồng bảo hiểm đó, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, ví dụ như khách hàng bị tử vong, là anh sẽ được nhận 100% số tiền bảo hiểm, thì anh sẽ được nhận 100% số tiền bảo hiểm. Ví dụ như khách hàng bị thương tật bộ phận bệnh viện A nào đó, mà trong quy định hợp đồng nó ghi là 50%, thì anh sẽ được hưởng 50% số tiền bảo hiểm. Đó, anh đã được hưởng theo đúng trong cái quy định hợp đồng đấy. Và các anh chị lưu ý cái nguyên tắc khoáng là gì? Tôi mua cho anh bao nhiêu cái hợp đồng bảo hiểm thì anh phải chi trả cho tôi đúng bấy nhiêu cái hợp đồng bảo hiểm đó, theo đúng quy định trong cái hợp đồng bảo hiểm đó luôn. Cho nên các anh chị lưu ý liên quan đến nguyên tắc khoáng ha. Còn đối với nguyên tắc bồi thường thì nguyên tắc bồi thường này chỉ áp dụng cho phi nhân thọ thôi, nó sẽ chi trả theo đúng cái số tiền mà thiệt hại thực tế. Được không? Cho nên các anh chị lưu ý giúp Đại ha, cái nguyên tắc khoáng và cái nguyên tắc bồi thường này nó khác nhau về cách chi trả, được không? Một bên đó là chi trả theo đúng cái quy định thỏa thuận trong hợp đồng, tức là tôi quy định tôi trả trả cho anh là ví dụ như tôi quy trả cho anh là 2 triệu trên một ngày, ví dụ như anh nhập viện mà tôi chi trả cho anh là 2 triệu trên một ngày thì tôi sẽ chi trả cho anh là 2 triệu trên một ngày, mặc dù anh nằm viện chỉ có 1 triệu thôi, chi phí thực tế chỉ 1 triệu thôi, nhưng mà trong quy định trong hợp đồng là tôi chi trả cho anh là 2 triệu trên một ngày nằm viện thì tôi vẫn chi trả cho anh là 2 triệu. Được không? Nhưng mà đối với trong trường hợp mà nguyên tắc gọi là nguyên tắc bồi thường á, đối với phi âm nhân đỏ thì anh mua cái hợp đồng bảo hiểm cho tôi, bảo hiểm xe, chiếc xe hơi cho tôi, cho dù anh mua 2 tỷ hay 3 tỷ đi chăng nữa, mà nếu như thiệt hại thực tế chỉ có 200 triệu thôi thì tôi chỉ chi trả cho anh 200 triệu thôi. Đó, nó sẽ khác nhau ha. Cho nên các anh chị nhớ cái câu 4 này, mà các anh chị nhớ luôn những câu khác mà có liên quan đến nguyên tắc bồi thường, được không ạ? Còn câu 4 này là nguyên tắc khoáng là như vậy. Rồi, một cái câu hỏi về nguyên tắc khoáng nữa các anh chị có thể làm lại để mình củng cố kiến thức luôn nè. Rồi, cảm ơn anh Lê Hồ Hàng Lâm. Nghe cái tin nhắn của anh là Đại mừng lắm. Thì đối với một người giảng dạy mà được những học viên như vậy thì khá là tuyệt vời ha. Khá là vui. Các bạn đang chọn câu 5 là đáp án B đúng không ạ? Đáp án B. Nguyên tắc khoáng có áp dụng cho tài sản không ạ? Tài sản là nó thuộc về cái gì các chị nhỉ? Mình nhớ ha. Nguyên tắc khoáng nó chỉ áp dụng cho bảo hiểm nhân thọ thôi, được không ạ? Nhân thọ thôi. Còn tài sản là nó liên quan đến phi nhân thọ rồi, được không ạ? Tài sản. Đấy. Cho nên cái chúng ta lưu ý ha, lưu ý cái điều này ha. Rồi câu thứ 6 đó coi. Câu này là khá nhiều chữ này. À, chúng ta cũng cũng gần sắp tới tới giờ kết thúc rồi ha. Tuy nhiên là chúng ta phải cố gắng thêm một chút xíu nữa. Mình làm càng nhiều bài tập á thì về nhà mình sẽ đỡ tốn mất thời gian hơn ha. Mình chịu khó ở trên lớp thì về nhà mình đỡ mệt hơn. Câu số 6 đi các anh chị. Câu số 6 các anh chị đang rất là đồng lòng chọn đáp án A đúng không? À,
Rồi, hoàn toàn chính xác ha. Thì đây là bảo hiểm nhân thọ mà. Bảo hiểm nhân thọ thì anh mua nhiều cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì anh cứ mua thôi, đúng không? À, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì tôi chi trả cho anh hết những cái hợp đồng bảo hiểm đấy. Ok, câu số 7 đi các anh chị. Ê, câu số 10 chứ, sorry. Nguyên tắc thế quyền này, hồi nãy mình nói thế quyền đúng không? Thế quyền tức là doanh nghiệp bảo hiểm đó chi trả quyền lợi, vẫn chi trả quyền lợi cho cái người được bảo hiểm, đúng không? Ví dụ như là anh bị thiệt hại thực tế của một chiếc xe hơi trị giá 200 triệu thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chi trả 200 triệu đấy cho cái người được bảo hiểm. Tuy nhiên á, đó, tuy nhiên thì người được bảo hiểm sẽ ủy quyền lại, tức là cho phép cái doanh nghiệp bảo hiểm này sẽ thay thế cái người được bảo hiểm đó, yêu cầu cái bên thứ ba, nếu như cái bên thứ ba nó gây thiệt hại bao nhiêu phần trăm theo 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 pháp luật, theo theo đúng theo thực tế ha, thiệt hại bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? À, rồi thì anh phải đền lại những cái thiệt hại đó cho cái doanh nghiệp bảo hiểm đó, gọi là thế quyền. Thì ở đây mình chọn đáp án nào đây ạ? À? Các anh chị đang chọn đáp án A đúng không? Rồi, nhớ là đáp án D. Ê, tại sao vậy ạ? À? Các anh chị đang bị lừa đó, đúng không? Các anh chị chọn đáp án A là các anh chị đang bị lừa do các anh chị đọc quá nhanh, quá nhanh ha, cho nên vô thi mình đọc chậm thôi. Tại vì sao ạ? Nguyên tắc thế quyền không áp dụng. Đây, vô thi một cái mẹo nữa dành cho các anh chị, các anh chị hãy chú ý đến những cái từ khóa, ví dụ nguyên tắc thế quyền được áp dụng hay là nguyên tắc thế quyền không được áp dụng, nhớ ha, không được áp dụng, được chưa? Như vậy nhân thọ đâu phải được áp dụng đâu, nhân thọ đây là nguyên tắc khoáng mà nãy đã nói rồi mà, đúng không? Nhân thọ để áp dụng nguyên tắc khoáng, còn đối với nguyên tắc thế quyền á, thì áp dụng cho phi nhân thọ, đúng không ạ? À, nhớ hàng mình đừng bị lừa ha. À, câu này là câu nhớ đời luôn ha các anh chị. À, vô thi đọc kỹ kỹ đề giúp đại. Câu số 11 đi các anh chị. Các anh chị chọn đáp án B, nhớ đọc kỹ đề hàng và nốt lại những cái từ mà bộ tài chính có thể là gài á, đúng không ạ? À, ví dụ như là không được áp dụng nè, gọi là chọn đáp án đúng nhất nè, vân vân đó. Các anh chị chọn đáp án B đúng không? Đáp án của chúng ta là cả A và B, tức là đáp án D luôn á, đúng không ạ? Cho nên các anh chị lưu ý là trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khi người được bảo hiểm chết, bị thương tật và bị ốm đau trong phạm vi bảo hiểm mà lỗi do hành vi trực tiếp hoặc là gián tiếp của người thứ ba gây ra. Hồi sáng các anh chị đã được cô Nhung chia sẻ rồi đúng không ạ? À? Trong đây là trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. À, trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nha. Do người thứ ba gây ra thì cái người được bảo hiểm hoặc là người thụ hưởng á, sẽ nhận số tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm và số tiền bồi thường từ người thứ ba. Hoặc là doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền yêu cầu người thứ ba yêu cầu bồi hoàn ha. Rồi là người được bảo hiểm hoặc là người thụ hưởng sẽ nhận cái số tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người thứ ba tùy vào số nào lớn hơn. Thì bảo hiểm nhân thọ thì các anh chị lấy thấy là trong trường hợp mà người đó mà gây ra, ví dụ như người được bảo hiểm mà chết hoặc là thương tật hoặc là ốm đau trong phạm vi bảo hiểm do lỗi hành vi trực tiếp hoặc là gián tiếp của người thứ ba gây ra thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chi trả bình thường thôi, đúng không ạ? Do người thứ ba mà gây ra thì anh vẫn phải chi trả bình thường thôi. À, rồi câu số 12. Đáp án gì đây ạ? À? Thế quyền này. Câu này là câu cuối cùng ha các anh chị, câu chốt lại trong buổi sáng ngày hôm nay, cho nên là để xem các anh chị trả lời đúng hết hay không nha. Rồi, các anh chị đang chọn đáp án E đúng không? Đáp án E. Rồi, hoàn toàn chính xác, một cái kết có hậu ha các chị ha. Một cái kết có hậu, đó là chúng ta trả lời hoàn toàn chính xác cái câu hỏi số 12 này để chúng ta kết thúc một buổi sáng trọn vẹn, được không ạ? À, như vậy là các chị ơi, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta làm việc rất là tích cực ha, làm việc rất là tích cực. Bây giờ đã là 12 giờ 54 phút rồi.
được không ạ? À, thì các anh chị lưu ý á, là do buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học trễ hơn nửa tiếng á, cho nên chúng ta phải kết thúc, các anh chị thấy là kết thúc hơi bị lâu đúng không? À, các anh chị lưu ý á, là chiều ngày hôm nay á, chúng ta sẽ đến đúng giờ ha các chị, vào đúng giờ để chúng ta có thể học tập và chúng ta có thể kết thúc theo đúng cái thời gian ha, để giúp cho các anh chị có thêm thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta ôn tập được không ạ? Chúng ta đừng có vào trễ. Và chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào đúng 13 giờ 30, tức là 1 giờ 30 chiều ngày hôm nay. Cho nên là các anh chị lưu ý ha. Như vậy là buổi sáng ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. À, xin cảm ơn các anh chị đã rất là nhiệt tình tham gia vào lớp học cũng như là trả lời các câu hỏi. Và chúc các anh chị có một buổi trưa vui vẻ và ăn cơm ngon miệng. Hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 13 giờ 30 chiều này nha. Xin chào các anh chị.